còn nhiều bài. Nhiều bài nhau. Cầm đèn kia cho con. Bật cái máy không kia. Bây mẹ à? Mẹ đang bây vàng nhưng mẹ đang từ từ. Xài tới hết like. Anh này thằng này xài bên những kiểu gì hay? Cắm để đi. Có màu đỏ vậy đó. Thôi để cắm. 5% hết like. Dạ. Nghe nào. Chấm ra cho em chấm biết các chị đang xem live luôn tìm không thấy ha. Vô cái tay đen đây mà không thấy lại mình ha. Chào chị Nam Bảo nha, chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị. Các chị nhìn cái like em chấm lên nha, em chấm để biết các chị đang xem like luôn các chị ơi. Chào chị Thiên Kim nha, chào tất cả các chị đang xem like luôn. Đầu like các chị mình muốn mua cái gì á, các chị mình cứ comment lên giúp em nha mấy chị. Lắc vảy cá lớn nó có cái giá 1 triệu luôn á chị, còn lắc vảy cá nhỏ có cái giá 800. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giúp cho bên em chú đơn cho tất cả các chị. Chào tất cả các chị mình đang xem live. Đây cái lắc đây là lắc vảy cá lớn, nó có cái giá 1 triệu, lắc vảy cá nhỏ là 800. Các chị chốt, các chị cứ để mã kèm số điện thoại cho em chú đây nha các chị.
lắc 79 nó có cái giá 1,2 triệu. Lắc 79. Rồi các chị chốt comment cho em lắc 79 kèm số điện thoại với em luôn, có giá 1,2 triệu. Chân đụng vô cái đó gì? Chân em nè. Các chị mình muốn mua gì á, các chị mình cứ comment lên giúp em ha, em sẽ lấy cái lên cho các chị mình xem luôn mấy chị. Chào tất cả các chị mình đang xem live. Lắc kim tiền có cái giá 900. Lắc kim tiền à, các chị chốt comment cho em lắc kim tiền kèm số điện thoại cho em luôn. Lắc kim tiền có cái giá 900. À các chị mình muốn mua gì thì các chị mình cứ comment lên dưới giùm em nha mấy chị. Comment lên dưới giùm em luôn mấy chị ơi. Lắc công 28,650 làm phá hộp cho các chị luôn. Lắc công 28. Chào chị Trần Quy nha, chào chị Nguyễn Hằng. Chào tất cả các chị mình đang xem live, các chị mình đang nhìn cái live. Các chị mình chấm lên cho em chấm để biết các chị đang xem live nha mấy chị. Chấm lên cho em chấm để biết các chị đang xem live. Em chào tất cả các chị mình đang xem live. Lắc công 28 có cái giá 650, nó là phá hộp nha mấy chị. Các bạn chị comment giùm em lắc công 28 và kèm số ngoài nha, 650. Lắc công mã 28 giùm em. Kèm mã kèm số ngoài với em chút đây cho tất cả các chị. Em chào chị Hà Nga nha, chào chị Phi Linh, chào chị Nguyễn Hằng, chào tất cả các chị mình đang xem live nha mấy chị ơi. Đầu like các chị mình muốn mua cái gì thì các chị mình cứ comment lên giúp em ha. Còn em sẽ em cứ like lắc, còn chị nào muốn mua cái gì thì các chị mình cứ comment lên giúp em luôn. Lắc 20 có cái giá 750. Lắc mã 20. Rồi. Các chị chốt comment cho em lắc mã 20. Có cái giá 750. Các chị mình chốt cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho tất cả các chị. Lắc mã 70 có cái giá 400, nó cũng phá hộp luôn mấy chị. Lắc mã 70 400. Các chị chốt comment cho em lắc mã 70 và kèm số điện thoại giùm em. Lắc mã 70 có cái giá 400. À, các chị kèm mã và kèm số điện thoại với em trước đây nha các chị. Lắc công mã 27 có cái giá 600. Lắc công mã 27. Rồi các chị chốt comment cho em lắc mã 27 giùm em. Có cái giá 600. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại với em chốt đơn cho tất cả các chị. Lắc mã 47 có cái giá 400.
chốt không nha chị em, lắc 47 cho em số điện thoại cho em luôn, lắc sang lập có cái giá 400. Phá hộp luôn nha các chị, có ký hiệu vàng ở bên trên móc khóa hết cho các chị. Khi các chị đang cũ thì bên shop em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác ha. Chị ơi dây chuyền công nghệ mới. Chị Thúy Huỳnh hả? Rồi có gì mai chị gọi về cho bên em ha. Rồi rồi chị để số điện thoại mai bên em gọi cho chị nha. Rồi lắc mã số 9 có cái giá 850. Các chị chốt comment cho em lắc mã số 9 và kèm số điện thoại đây. 800 lắc mã số 9 có cái giá 850. Phá hộp có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn ha. Hàng ở bên shop em các chị mình đeo cũ, bên em có thu hồi 50% các chị đổi sản phẩm khác. Tất cả đều có ký hiệu vàng ở bên trên hết nha các chị. Xem lại lắc bay rồi ok chị. Lắc bay mã số 6 450. Lắc bay mã số 6 450 luôn mấy chị. Các chị chốt comment cho em lắc bi mã số 6 kèm số điện thoại cho em, tất cả có ký hiệu vàng ở trên móc khóa nha các chị ha. Bên số em đi có kèm theo phiếu cho các chị hết ha, phiếu bảo hành hết cho các chị. Các chị mình đeo cũ bên em có thu 50% cho các chị đổi sản phẩm khác ha. Được để gì đó, được để gì, được rác luôn. Bi mã số 2 có cái giá 300. Lắc bi mã số 2 300. Rồi các chị chốt comment em lắc bi mã số 2 kèm số điện thoại em luôn. Có cái giá 300. Lắc bi mã số 4 350. Các chị chốt comment em lắc bi mã số 4 và kèm số điện thoại cho em và 350 luôn các chị. Các chị kèm mã và kèm số thoại với em chút đây nha các chị. Lắc bi mã số 4 350. 350. Lắc bi mã số 3 350. Lắc bi mã số 3. Rồi các chị chốt comment cho em lắc bi mã số 3 và kèm số thoại nha. 350. Em chào tất cả các chị về đang xem live luôn các chị ơi. Các chị nào nhìn thấy live em á, cho em xin một lượt chia sẻ cho hội nhóm nha các chị. Em chào tất cả các chị. Rồi em tiếp tục lên hỏi cho các chị. Lắc mã số 1 350. Rồi các chị chốt comment cho em lắc mã số 1. Nhẫn xanh này là nhẫn nó tùy hiệu chị ơi, 200 miếng cái ship. Nhẫn tùy hiệu. Rồi còn nhẫn này là nhẫn 07 300. Nhẫn 07 300. Là lắc bi mã số 1 350. Lắc bi mã số 1 kèm số điện thoại giùm em. 350 luôn mấy chị. Các chị cứ để mã kèm số điện thoại ngay trước đây các chị ha. Lắc bi kỳ lân to nhỏ 350. Lắc bi kỳ lân to nhỏ kèm số điện thoại em luôn, có cái giá 350 luôn mấy chị.
lắc bi kỳ lân to nhỏ. À, các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại cho em chốt lên cho tất cả các chị ha. Lắc bi kỳ lân to nhỏ là 350. Các chị kèm mã và kèm số ngoài giúp em. À, tất cả đơn hàng bên shop em sẽ đi miễn phí ship cho các chị hết. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn các chị. Lắc bi kỳ lân to nhỏ là 350. 350. Lắc bi tỳ hiêu đá 308. Lắc bi tỳ hiêu đá kèm số điện thoại giúp cho em luôn 308. Các chị comment cho em lắc bi tỳ hiêu đá kèm kèm màu kèm số điện thoại giúp em ha. Rồi. Lắc bi tỳ hiêu đá là 308 luôn các chị. Cái set em đang đeo là cái set 07. Nó là cả vòng tay nữa nè mấy chị. Cả vòng tay em đang đeo nữa ha. Nó có cái giá là 1.500.000 một set. Lắc bi mã 3. Lắc bi mã 3 350 nè chị ơi. Rồi các chị chốt comment cho em lắc bi mã số 3 kèm gương ngoài cho em luôn chị. 350 chị. Có chốt nhận nam cho em không vậy? Không thấy gọi chốt đơn. Cảnh Phạm à? Với số nó quen là tại vì vậy. Chị lên lại số điện thoại giùm em kiểm tra cho chị nha. Lắc bi lớn 300, lắc bi nhỏ 300. Lắc bi lớn 300, lắc bi nhỏ 300. Rồi các chị chốt comment cho em lắc bi lớn hoặc lắc bi nhỏ kèm số điện thoại giùm em luôn đó chị. Lắc bi lớn 300 và lắc bi nhỏ cũng 300. Lắc bi chiếu 400. Lắc bi chiếu 400. Lắc bi chiếu và kèm số điện thoại cho em 400. Và vòng bi mã số 3 500. Các chị chốt comment cho em vòng bi mã số 3 kèm số điện thoại này có cái giá 500. Vòng bi mã số 3 kèm mã kèm số điện thoại cho em trước đây cho các chị. Vòng mã 34 500. Các chị comment cho em vòng mã 34 kèm số điện thoại em 500. Chị Luân Nguyễn, chị gửi mẫu em xem. Chị Luân Nguyễn ơi, gửi mẫu gì đó chị? À, lắc bi mã 3 hả? Mai sẽ có nhân viên gửi ảnh cho chị xem nha. Còn ở trên live đây thì các chị chốt thì cứ để mã kèm số điện thoại giùm em luôn đó chị. Đây, lắc mã số 3 đây ha. Lắc mã số 3 350. Lắc mã số 3 kèm số điện thoại cho em là 350 luôn các chị. Lắc đồng hồ 1.250.000. Các chị chốt comment cho em lắc đồng hồ kèm số điện thoại cho em có giá 1.250.000 các chị. Lắc đồng hồ nguyên liệu đồng đỏ. Lắc đồng hồ 1.250.000. Các chị cứ kèm mã kèm số điện thoại cho em chốt đây nha các chị ha. Lắc đồng hồ 1.250.000. Các chị chốt, các chị cứ để mã kèm số điện thoại với em và chốt đơn cho tất cả các chị. Nhẫn tỳ hiêu xanh rổ ok chị. Nhẫn tỳ hiêu này bên em nhiều màu lắm, 200k mình cứ ship á chị. Có màu trà, màu trắng, màu đen, màu xanh lá ha. Trà, trắng, đen, xanh lá. Rất là đẹp luôn em á chị. Nhẫn con công mã 17 300. Nhẫn 153 300. Nhẫn tỳ hiêu 200, nhẫn xi men 200, nhẫn trà neo mã 10 250, nhẫn 07 300, nhẫn nơ 250, nhẫn nơ 250, nhẫn 07 300 mấy chị. Túi tiền sao phải là hả? Túi tiền. Túi tiền. Mới nói gì vậy? Nhẫn túi tiền. Không, nãy em mới nói nhẫn gì? Nơ. Nơ quên. Nhận túi tiền, nhận túi tiền 250 luôn đó chị. Các chị chốt comment em nhận túi tiền kèm số điện thoại cho em. Vòng 07 800. Vòng mã 40 850 có 3 màu. Vòng 40 850.
À, nhận kim tiền lớn 200, nhận kim tiền nhỏ 170 chị ơi. À, tất cả trang sức bên em, các chị đeo cũ thì bên em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác. Em ơi kiểm tra giùm chị hàng đổi chưa thấy gửi lại. Chưa thấy gửi lại. Rồi ok chị. Để ngày mai bên em kiểm tra cho chị. Vòng bi mã số 5 650. À, các chị chốt comment cho em vòng bi mã số 5 và kèm số điện thoại giùm em luôn, có giá 650. À, các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt ra cho tất cả các chị mình ha. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị. Các chị mình muốn mua cái gì thì cứ comment lên giúp em ha. Chị ơi cho xem lắc công mã 83. Lắc công mã 83 có 83. Không, không có 83. 83 lắc công nhỏ đây phải không? 70 hả? 73 nhưng mà là 83. 73 á chị. 73 lên đơn hàng lắc chứ không. À. Lắc hai cái lắc công hồi nãy là chị lộn mã rồi đó. Lắc công 28. 28 là 650. Các chị chốt comment cho em lắc công mã 28 kèm số mời cho em 650. Sau khi 70 lắc công mã 28 giùm em nha mấy chị. Kèm mã kèm số mời giùm em chúng đây tất cả các chị. À, rồi giờ em tiếp tục lên lắc cho các chị ha. Lắc công mã 27 600. Rồi các chị chốt comment em lắc công 27 kèm số điện thoại cho em. Có cái giá 600. Rồi các chị chốt comment cho em lắc công 27 kèm số điện thoại cho em. Các chị chốt comment cho em lắc công 27 kèm số điện thoại giùm em. Tôi di chuyển mặt nó chạy. Lắc công 27 600. Tạm ai em được không? À, phân lập phân lắc đó hả? Ừ. Mã 83 ok chị, sẽ coi mã 83. Chị chờ tới xíu nha chị. À, có dây chuyền mặt ngọc trai không? Dạ có chị Linh Chiều ơi. À, dây chuyền thì chị thích dây mẫu gì? À, còn mặt ngọc trai là có nha chị. Mặt ngọc trai là có. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn em mấy chị ơi. Chị thêm thích mua dây phan lập là bao nhiêu chị? Lắc 383 lắc nào ta? Để em nhớ đã. Lắc 83 700 chị ơi. Các chị chốt comment cho em lắc 83 kèm số điện thoại giúp em luôn, có giá 700. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn các chị ha. Lắc 83 700. Lắc mã 83 giùm em luôn đó chị. Có cái giá 700 chị. Lắc mã 58 750. Lắc phá hộp để đeo rất là sang và rất là đẹp nha mấy chị. Đó. Các chị chốt comment cho em lắc 58 750. Lắc 58 và kèm số điện thoại giùm em luôn 750. Lắc 58. Lắc 41 có cái giá 1 triệu. Thấy rồi. Các chị chốt comment cho em lắc 41 kèm số điện thoại giúp em luôn. À, lắc 41 và có cái giá 1 triệu nha chị. À, các chị mình chốt để mã kèm số điện thoại giúp em chốt đây các chị ha. À, lắc
37 1 triệu 1. Cho xem lắp xích. Đây lắp 37. Xích nhỏ. Lắp xích lớn 400, lắp xích nhỏ 300 chị ơi. Lắp xích lớn 400, lắp xích nhỏ 300. À, các chị chốt, các chị mình cứ để mã và kèm số điện thoại của em chốt đơn cho tất cả các chị. Các chị mình đeo trang sức ở bên em cũ á, sau này bên shop em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác ha. Đó, bên em cho các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn các chị. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết ha. Đây lắc xích nhỏ là 300 chị ơi, lắc xích lớn 400. Rồi các chị chốt comment cho em là lắc xích lớn hoặc là lắc xích nhỏ kèm số điện thoại em ha. Lắc xích lớn 400, lắc xích nhỏ 300. Rồi các chị kèm mã kèm số điện thoại giúp em. Lắp mã 37 1 triệu 1. Lắp mã 37. Rồi các chị chốt comment cho em lắp 37 kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 1 triệu 1 lắp 37. Các chị mình chốt cứ để mã kèm số điện thoại với em chú đây các chị nha. Chị nào đang nhìn nó like em chấm thì em mới chấm luôn, biết các chị đang xem like luôn các chị. Lắp 11 có cái giá 600. Lắp mã 11. Rồi các chị chốt comment cho em lắp mã 11 kèm số điện thoại cho em. Có cái giá 600. Lắp mã 11. Các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại với em chú ra các chị. Lắp mã 11 600. Lắp mã 51 có cái giá 1 triệu. Lắp mã 51 1 triệu. Rồi các chị comment cho em là lắp mã 51 kèm số điện thoại với em. Lắp mã 51 có cái giá 1 triệu luôn đó chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn đó chị ơi. Chị nào nhìn thấy like em chấm chấm lên cho em biết các chị mình đang xem live luôn đó chị. Chào tất cả các chị. Lắc mã 59 800. Nhớ chốt đơn cho chị nghe em. Dạ ok chị cẩn thận nha. Lắc mã 59 có cái giá 800 luôn đó chị. Các chị chốt comment cho em lắc mã 59 kèm số điện thoại cho em ha. Có cái giá 800. Lắc mã 59. Tối nay không thấy chị gì đó vô tay quần gì đó. Tên gì tên gì? Nhìn là quên. Lắp mã 35 có cái giá 1 triệu 1. Các chị mình muốn mua cái gì thì các chị mình cứ comment lên giùm em nha mấy chị. Em sẽ lấy hết lên cho các chị xem. Lắp 35 1 triệu 1. Các chị chốt comment cho em lắp 35 kèm số điện thoại giúp em ha. Lắp 35. Lắp mã 35 giùm em. Ủa vậy đó hả chị? Sao kỳ vậy em? Em chốt đơn lần này là 3 lần rồi, không thấy ai coi. Chắc có việc mà chị đi làm hôm nay mình nghe mày. Lắp mã 72 900. Mà em nhắc, phải gọi chị bằng được rồi. Lắp 72 kèm số điện thoại giùm em có giá 900. Vâng. Rồi các chị chốt comment cho em lắp 72. Chị Mai Võ lên lại số điện thoại giùm em. Chị Mai Võ ơi, chị lên lại số điện thoại giùm em nha chị. Ủa sao kỳ ta? Sao kỳ vậy nè? Có khi là mấy chị có đi làm rồi. Có khi bên em gọi các chị không nghe máy đó mấy chị ơi. Chứ bên em ngày gọi 3 lần luôn á. Cái đơn nào mà mấy chị không nghe là bên em gọi chiều gọi tiếp cho các chị luôn á. Chiều gọi tiếp cho các chị. Chị lại số giùm em lên máy tập trung em sẽ gọi. Lắp mã 24 950.
các chị chốt comment cho em lắc mã 24 kèm số điện thoại giúp em 950. Các chị chốt comment cho em lắc mã 24 kèm số điện thoại giùm em 950 luôn mấy chị. Đây là lắc ghép lắc đôi nè mấy chị. Còn các chị mình muốn mua cái gì thì các chị cứ comment lên giùm em ạ. Em sẽ lấy hết lên cho các chị mình xem luôn mấy chị. Lắc mã 70 và có cái giá 400. Lắc mã 70. Lắc mã 70 400. Rồi em lên một cái lắc khăn lật hai cây rất là đẹp luôn mấy chị. Đây. Lắc này là cái lắc mã số 5. Có cái giá 1 triệu. Các chị chốt comment cho em lắc mã số 5 và kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 1 triệu không mấy chị? Các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em chốt đơn đó chị ha. Lắc mã số 5 có cái giá 1 triệu. Rồi các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. Chị nào nhìn cái like em cho em một lượt chia sẻ rồi nhỏ thêm mấy chị. Dạ em cảm ơn các chị mình rất là nhiều luôn chị ơi. Em nhiều mà. Việt Nam em coi lại em nhiều mà. Nha. Chị Diễm Diễm. Chị Quyên Bạn. Cảm ơn chị Diễm Diễm nha. Chào tất cả các chị mình đang xem live nha các chị ơi. Rồi bây giờ em tiếp tục lai lắc cho các chị nha. Còn các chị mình muốn mua gì thì cứ comment giúp giùm em luôn các chị. Lắc mã 61 750. Các chị chốt comment cho em lắc 61 kèm số điện thoại giúp em luôn ha. Lắc 61 750. Lắc 69 350. Lắc 69 kèm mã kèm số điện thoại cho em à. Lắc 69 là 350. 350. Các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em chú đơn cho tất cả các chị. Lắc 45 có cái giá 1 triệu. Rồi các chị chốt comment cho em lắc 45 giùm em ạ. Có cái giá 1 triệu luôn các chị. Lắc mã 45. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho tất cả các chị. Lắc mã số 8 có cái giá 900. Lắc mã số 8. Rồi các chị chốt comment cho em lắc mã số 8 900. Chị like những nam cho em coi lại được không? Những nam mà chị. Rồi ok chị. Em cho cái mâm những nam luôn để em like. Thiền kim tiền nó có cái giá 650. Các chị chốt comment cho em thiền kim tiền kèm số điện thoại với em luôn các chị. Có cái giá 650. Tất cả đơn hàng bên shop là sẽ đi miễn phí ship cho các chị hết. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị. Thiền kim tiền 650. Rồi chờ tí em lên nhận nam liền cho các chị luôn ha. Thiền dẻo có cái giá 400. Các chị chốt comment cho em thiền dẻo kèm số điện thoại em luôn có cái giá 400. Mặt 163 208. Mặt 163 208. Kiền mã số 1 450. Các chị chốt comment cho em kiền mã số 1 kèm số điện thoại với em luôn đó chị. Có cái giá 450. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. Mặt ngũ sắc nhỏ
Các chị kèm mã kèm số điện thoại giúp em ha. Cái này khác à, bay này là bay vàng. Chào tất cả các chị mình đang xem live nha. Chị nào nhìn thấy live của em chấm cho em mấy chấm mình biết các chị đang xem live. Em chào tất cả các chị. Rồi để em like lắc cho các chị nha. Hát quên lộ là nhận nam. Hello tất cả các chị. Nhẫn 33 có giá 300. Các chị chốt comment cho em nhẫn 33 kèm số điện thoại em luôn. Có cái giá 300 đó chị. Nhận nam. Rồi các chị chốt comment cho em là nhận mã 33 và kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá 300. Rồi em qua mẫu luôn. Nhận mã 34 có cái giá 300 luôn. Các chị chốt comment em nhận mã 34 và kèm số điện thoại với em có giá 300. Nhận nam là 300k miễn phí xíu hết nha mấy chị. Nhận mã 36 anh cho quà quay như này. Nhận mã 36 kèm số điện thoại với em luôn có giá 300. Rồi các chị chốt comment em nhận mã 36 giúp em ha. Có cái giá 300. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại với em chốt đây các chị nè. Nhận mã 39. Nhận mã 39 à, có nhiều màu nha mấy chị. Nhận mã 39 có cái giá 300. Nhận mã 41 kèm số điện thoại với em luôn có cái giá 300. Nhận mã 41 à, các chị kèm mã kèm số điện thoại em chốt đơn cho các chị. Nhận mã 41 có cái giá 300. Nhận mã 42 có cái giá 300 luôn. Rồi các chị comment cho em nhận 42 kèm số điện thoại em 300. Rồi em qua mẫu luôn các chị. Nhận đầu rồng có cái giá 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhận đầu rồng kèm số điện thoại giùm em ha. Nhận đầu rồng 300. Nhận 46. Nhận mã 46 cũng có cái giá 300 luôn. Chị nào nhìn thấy like em chấm chấm cho em nhìn nha các chị nha. Các chị mình cho em một lần chia sẻ cho mình ngắm nha mấy chị. Cảm ơn tất cả các chị. Nhận 47 có cái giá 300 luôn mấy chị. Các chị comment cho em nhận 47 kèm số điện thoại giúp em có giá 300. Nhận 48. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 48 giùm em. Có giá 300. Kèm mã kèm số điện thoại giúp em. Nhận mã 51. 300. Nhận mã 51. Các chị chốt comment cho em nhận mã 51 giùm em ha. Đó, có cái giá 300. Nhận mã 52 có cái giá 300 luôn. Các chị chốt comment cho em nhận 52 kèm số điện thoại với em luôn các chị. Nhận 52 có cái giá 300. Nhận 53 kèm màu kèm số điện thoại với em chốt đơn các chị nha. Nhận 53 có cái giá 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 53 kèm số điện thoại với em luôn có cái giá 500. À có cái giá 300. Sao nó lâu chạy nữa hả? Nhận mã 54 à, các chị chốt comment cho em nhận 54
nam là 300 gram thì tí xíu hết nha mấy chị. Em chào tất cả các chị mình đang xem live không mấy chị. Có nhận 53 ly nhỏ không? Nhận 53 có ly nhỏ không? Bao nhiêu ký được đó? Nhận nam là phải 55 ký đồ đến và nhận phải. Không phải có màu đỏ không em có. Có gì đó chị? Không phải có màu đỏ không em có. Nhận 07 có màu đỏ chị ơi. Bình thường. Nhận 07 có màu đỏ chị. Chào chị mình thôi nha, chào tất cả các chị mình đang xem live. Đẹp bông tay chị. À bông tay hả chị? Rồi ok chị. Nhận mã 52. À, kèm màu kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. Nhận mã 52 có cái giá 300. Các chị kèm mã kèm số điện thoại với em chút đây nha các chị ha. Nhận mã 52 300 chị, 300. Nhận mã 53 và kèm số điện thoại cho em luôn. Nhận mã 53. Quên mất lại là người này chứ. Cho em mâm một tay đây, đổ mâm một tay nha. Nhận mã 60, các chị mình muốn mua gì các chị mình comment giúp giùm em nha mấy chị. Chào tất cả các chị mình đang trên live nha. Chào chị Bình Thu nha, chào chị Nguyễn Tú. Em chào tất cả các chị. Rồi các chị nào mà muốn xem nhẫn nam nhiều mẫu thì các chị kết bạn Zalo giùm em ha. Nhẫn này là nhẫn mã 58. Có giá 300 luôn các chị. Nhẫn mã 58. Còn đây là nhẫn mã 59. 59. 57, nhẫn 57. Còn có cái giá 300 luôn các chị. Các chị comment cho em nhận mã 57 giùm em ạ. À. Rồi em qua mẫu luôn á chị. Rồi bây giờ em sẽ like bông tai cho các chị ha. Bông 107 208. Các chị chốt comment cho em bông 107 kèm số điện thoại giúp em luôn. Có cái giá là 208. Kèm mã kèm số điện thoại với em chút đây nha các chị. Bông chữ H có cái giá 200. Bông chữ H các chị chốt comment nha, bông chữ H kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá 200 luôn các chị. Bông chữ H 200. Các chị chốt các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giùm bên em chút đây cho tất cả các chị. Bông 109 mấy trăm? 308. Bông 109 có cái giá 308. Tất cả đơn hàng bên shop em sẽ đi miễn phí ship cho các chị mình hết nè. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Các chị chốt comment cho em bông 109 kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá là 308 nha mấy chị, 308. Bông chà neo 02 250. Bông chà neo 02. À các chị chốt comment cho em bông chà bông 02. Bông 02 giùm em ha. 250. Bông sét 25 250. Các chị chốt comment cho em bông sét 25 kèm số điện thoại cho em 250 luôn mấy chị. À, bông xét 25 250 kèm mã kèm số điện thoại với em chút đây nha các chị. Bông 119 em có cái giá 200. Rồi các chị chốt comment cho em bông 119 kèm số điện thoại giúp em có cái giá 200. Bông 119 à, các chị mình kèm mã kèm số điện thoại với em chút đây tất cả các chị. Bông 118 có cái giá 200. Bông 118.
Rồi các chị chốt comment cho em bông 118 giùm em 200. Rồi các chị mình muốn mua gì các chị mình cứ comment ra giúp em ha. Em sẽ lấy lên cho các chị mình xem nha các chị. Bông 67 có cái giá 250. Rồi các chị chốt comment cho em bông 67 và kèm số điện thoại giúp em ha. Bông mã 67 250. Bông 27 có cái giá 200. Các chị chốt comment cho em bông 27 kèm số điện thoại giúp em có cái giá 200. Nãy giờ là bao nhiêu phút rồi? 45 phút rồi. 45 phút. Kêu hoạt động rồi. Bông xét 33 có cái giá 250. Các chị chốt comment cho em bông set 33 kèm số điện thoại với em ha. Chị nào lấy nguyên set là 1.400.000 luôn á chị. Nguyên set 33 này 1.400.000. Mà chị nào muốn mua lẻ cái gì thì bên em vẫn bán hết cho các chị ha. Rồi các chị thắc mắc gì cứ để số điện thoại cho nó ha, mai em sẽ gọi điện cho các chị ha. Chị lấy nhẫn bông mai 16 và nó rồng quá cho chị đổi lại 07. À cái chị mà hồi sáng nói đổi hàng á, anh đọc cái tin nhắn đó xem. Chị lấy nhẫn bông mai 16 mà nó rồng quá cho đổi lại 07. Các chị chốt comment cho em nhẫn 138 kèm số điện thoại với em luôn, có giá 200 luôn đó chị. Nhận 138 kèm số điện thoại với em luôn à, có giá 200. Nó rộng thì bên em vẫn cho các chị đổi nhưng mà nó phải còn mới nha mấy chị ơi. Bông mã 10 250. Các chị chốt comment cho em bông mã 10 kèm số điện thoại giúp cho em, có giá 250. Kèm mã kèm số điện thoại đây chốt ra nhắn chị ha. Bông mã 10 250 mấy chị. Bông mã số 6 200. Các chị chốt comment cho em bông mã số 6 và kèm số điện thoại cho em. Bông mã số 6. Bông 82 có cái giá 200. Các chị chốt comment cho em bông 82 kèm số điện thoại với em có giá 200. Bông 82. Bông 37 250. Rồi các chị chốt comment cho em bông 37 kèm số điện thoại giúp em có giá 200 với chị. Bông 37 có giá 200. Rồi các chị mình cứ để số điện thoại cho đó là mai bên em sẽ xử lý hết cho các chị nha. Bông vòng tàu bên em có 4 size nha mấy chị, từ size 1 cho tới size 4. 250 miễn phí ship hết, size 1, size 2, size 3, size 4. Các chị kèm mã, kèm số điện thoại cho em chúng ra các chị ha. Đây là size 1 nè mấy chị. Đây bông vòng tàu đây là size 1. Size 1 này mấy chị, size 2 này mấy chị. Các chị chốt comment cho em là size 1 hoặc size 2 kèm số điện thoại giúp em ha. Size 1 hoặc là size 2, size 3, size 4 có cái giá là 250 hết luôn mấy chị. Các chị chốt comment cho em bông vòng tàu kèm size kèm số điện thoại cho em mấy chị ha. Nó có cái giá là 250. Tất cả đơn hàng đi miễn phí ship hết các chị.
bông vòng tàu kèm size kèm số điện thoại giúp em 250.000 cái ship hết luôn đó chị ơi, 250.000 cái ship. Bông 07 250. Các chị chốt comment cho em bông 07 kèm số điện thoại với em luôn cái gì? Có giá 250 đứt đẩy. Bông 07. Các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại cho em ha, bông 07 250. Kèm mã, kèm số điện thoại với em chốt ra các chị. Lên một phát chị. Bông 137 250. Bông 137 250. Các chị chốt comment cho em bông 107, bông 137 kèm số điện thoại. Tay tổng tên. Bông tay tổng tên. Bông 109 308. Các chị chốt comment cho em bông 109 kèm số điện thoại giúp em 308. Còn bông đây là bông 142 400. Bông 142 kèm số điện thoại em có cái giá 400. Bông 142. Các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại giùm em nha các chị. Ok chị, ok chị. Ok chị lên thu. Rồi ok chị mình thu nha. Các chị chốt comment cho em là bông 142 kèm số điện thoại cho em có cái giá 400 luôn các chị. Bông 142. Các chị cứ kèm mã kèm số điện thoại cho em chốt ra các chị ha. Bông xét 41 250. Màu nào cũng có cho các chị hết. Bông xét 41 và kèm số điện thoại giúp cho em luôn có cái giá 250 luôn các chị. Các chị kèm mã kèm số điện thoại với em trước đây các chị. Bông xếp 41 250. Bông 28 có cái giá 250. Chắc là vòng bi. Hả? Chắc là vòng bi. Vòng bi. Bông xếp 28 nha mấy chị, 250. Vòng bi thì bên em có hai loại vòng bi ha. Vòng bi mã số 3 500. Rồi các chị chốt comment cho em vòng bi mã số 3 kèm số điện thoại giúp em có giá 500. Vòng bi mã 3 kèm mã kèm số điện thoại với em chốt đơn các chị. Trời ơi, nãy giờ gần tiếng đồng hồ rồi lại ta. Vòng bi mã số 5 600. Rồi các chị chốt comment cho em vòng bi mã số 5 và kèm số điện thoại em có cái giá 600. 650 em nhầm. Vòng bi mã số 5 650. Các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại với em chốt đơn các chị ha. Bông 71 có cái giá 200. Quá bật. Các chị mình muốn mua bông loại gì thì các chị mình comment rõ rõ em sẽ lên nhanh hơn cho các chị ha. Đây là bông 71 dùm em có cái giá 200. Bông 139 200. Rồi các chị chốt comment cho em bông 139 kèm số điện thoại giúp em có cái giá 200. Bông 139. Lên dây chuyền. Dây chuyền loại gì đó chị? Chị thích xem loại gì bao nhiêu chị đó chị ơi. Bông 033 200. Bông 033 có giá 200. Các chị chốt comment em bông 033 kèm số điện thoại đây mình có giá 200. Vòng bi số 5 650 chị ơi. Các chị chốt comment cho em vòng bi số 5 kèm số điện thoại cho em. Hai chỉ. Không có hai chỉ chị ơi. Có dây chỉ rưỡi với dây ba chỉ. Rồi các chị chốt comment cho em là vòng bi mã số 5 giùm em ha, phá tròn nha chị. Phá tròn. 650. Vòng bi mã số 5 kèm số điện thoại giúp em ha, 650.
dây 101 550 chị rưỡi, chị dây đang chị rưỡi. Các chị chốt comment cho em dây 101 kèm số điện thoại giúp em 550. Mặt túi tiền nhỏ 230. Dây 101 có giá 550, mặt túi tiền nhỏ 230. Các chị cứ để mã kèm số điện thoại cho em ha. Các chị chốt comment cho em mặt túi tiền nhỏ kèm số điện thoại cho em 230. Dây 101 là 550. Dây 101 550. Có ni 50 nha chị, có 50 kg nha chị. Mặt đồng rồi mình chưa cắm tiền. Đâu có phải muốn chạy là chạy được đó. Xem dây ba chị. Dây ba chỉ là em đang đeo nè mấy chị. Dây ba chỉ là em đang đeo. Dây đây là dây mạng nhiêu á? 86. Dây 86 dây cong này chị em đang đeo 600 chị. Dây 86 kèm số điện thoại giùm em 600. Đây cũng dây khế ba chỉ nè. Dây đây dây bộ dây 64 600 luôn. Lên dây 64 kèm số điện thoại của em luôn, có giá 600 luôn các chị. Rồi các chị chốt comment cho em dây 64 kèm số điện thoại của em luôn, có giá 600. Dây 64 kèm số điện thoại của em có giá 600. Em chào tất cả các chị mình đang xem live nha các chị. Các chị mình nhìn thấy like của em nó chấm chấm cho em ha. Giờ em lên comment cho các chị nè. Dây 85 550. Các chị chốt comment cho em dây 85 kèm số điện thoại cho em 550. Mặt 169 250. Mặt 169 250. Các chị chốt comment cho em mặt 169 kèm số điện thoại cho em. Dây thì dây 85, dây 85. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại với em cái đây các chị. Các chị mình ơi, các chị mình cho em một lần chia sẻ là một nhóm nha. Cảm ơn các chị mình. Kiềm kim tiền 650. Các chị chốt comment cho em kiềm kim tiền kèm số điện thoại với em có cái giá 650. Mặt 85 250 màu nào cũng có. Mặt 85 250 màu nào cũng có hết các chị. Kiềng mã số 2 450. Các chị chốt comment cho em kiềng mã số 2 kèm số điện thoại cho em. Set 48 hiện tại giờ nó chưa có đủ combo mấy chị ơi, chỉ có vòng thôi chị. Mặt nhỏ đó không có mặt cùng màu, không có bông cùng màu luôn, khi màu tím Huế mà chưa đặt thì hai ngày nữa còn. Các chị chốt comment cho em kiềng số 2 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị, có cái giá là 650. Quên lộn, kiềng 450. 450 mặt 92 208. Vòng 650 chị. Vòng 48 650 chị ơi. Trên này cho người ta coi. Vòng 48 nha chị ơi, 650. Các chị chốt comment cho em là vòng 48 kèm số điện thoại giúp cho em luôn ha. Vòng set 48 650. Các chị mình kèm mã kèm số điện thoại giùm em. Nói chung là cái này thì màu nào cũng có nha mấy chị. Vòng 48 đây màu nào cũng có, 650.
Rồi các chị chốt comment cho em vòng 48 kèm số điện thoại giúp em, vòng xét 48. Chào tất cả các chị mình đang xem live với chị. Rồi bây giờ em sẽ like xi men cho các chị ha. Tất cả xi men ở bên em là móc khóa bóng, móc khóa lưỡi gà hết. Khi nào tới xi men năm là em sẽ nói xi men năm cho các chị biết. Rồi các chị cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị ha. Xi men giọt nước có cái giá 700. Các chị chốt comment cho em xi men giọt nước kèm số điện thoại giúp em luôn các chị. Có cái giá 700. Kèm mã kèm số điện thoại với em chốt đơn các chị nha. Xi men giọt nước 700. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. Móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà hết nha các chị. Móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà. Trang sức đồng đỏ bên em bảo hành trọn đời không bay màu các chị. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Tất cả xi men bên em là có 3 loại xi men non ha. Còn móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà cho các chị. Xi men giọt nước 700k chị nào mua 2 bộ tặng kèm nhận thêm tiền. Các chị chốt comment cho em xi men giọt nước kèm số điện thoại cho em có giá 700k. Có ký hiệu ở bên trong hết, móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà. Các chị ơi, các chị muốn đổi hàng hay bất cứ gì ngày mai gọi lại cho bên em ha, hoặc là để lại số điện thoại. Chị nhẫn Chanel bao nhiêu? Nhẫn Chanel 250 chị ơi. Nhẫn Chanel mã 10 250. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã chính xác và kèm số điện thoại nha. Mặt 101 đó chị ơi, 250. Các chị chốt comment cho em mặt 101 kèm số điện thoại với em 250. Mặt 162 250. Rồi các chị chốt comment cho em mặt 162 và kèm số điện thoại cho em 250. Chốt comment cho em xi men mã số 1 kèm số điện thoại giúp em luôn, có giá 650 luôn đó chị. Các chị để mã kèm số điện thoại giúp em. Chốt đơn cho tất cả các chị. Bên em là trang sức đồng đỏ ha, mấy chị huyết áp, chị tay tay chân rút hồi tay chân cho các chị. Bên em có kèm theo phiếu bảo hành đầy đủ cho tất cả các chị mà mua hàng bên shop ha. Các chị nào mà đeo cũ bên em vẫn thu 50% cho các chị đổi sản phẩm khác. Xi men mã số 1 và kèm số điện thoại cho em luôn, có giá 650. Nhận kim tiền lớn 200, kim tiền nhỏ 170 chị ơi. Kim tiền lớn 200, kim tiền nhỏ 170. Tất cả đơn hàng là đi miễn phí ship cho các chị hết. Các chị được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn các chị. Sau này các chị đeo cổ thì bên em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác. Xi men hoa văn. Xi men hoa văn 700. Các chị chốt comment cho em xi men hoa văn kèm số điện thoại với em luôn các chị ơi, có cái giá 700k. Bên em là đồng đỏ, nếu chị bệnh huyết áp, chị tê tay chân rút mồ tay chân cho các chị. Đặc biệt là cái màu nó chuẩn đẹp màu vàng 18k cho các chị mình ra thời trang luôn. Xi men hoa văn và kèm số điện thoại cho em có cái giá 700k. Rồi các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. Xi men hoa văn 700. Xi men hoa văn 700. Nhận kim tiền lớn 200, kim tiền nhỏ 170 mấy chị. Kim tiền nhỏ 170 nha. Xi men kim cương 600k. Các chị chốt comment cho em xi men kim cương và kèm số điện thoại với em luôn các chị, có cái giá 600. Các chị chốt, các chị nhớ để mã và kèm số điện thoại là giúp em chốt đây tất cả các chị. Xi men kim cương 600k.
trang sức đồng đỏ bảo hành trọn đời cho quay màu cho các chị, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Xi măng trơn 600, rồi các chị chốt comment cho em xi măng trơn và kèm số điện thoại cho em luôn các chị. Các chị mình đang nhìn thấy like em, các chị mình nhớ bấm cái nút theo dõi like ở bên dưới. Bên trang sức đồng đỏ em phát like hàng tối là 7:30. Đồng đỏ bên em có ký hiệu vàng hết cho các chị. Nó chị bệnh huyết áp, chị tê tay chân, đúng rồi tay chân, bảo hành trọn đời không bay màu các chị mình ha. Khi đi có kèm cái phiếu bảo hành đầy đủ cho các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Sau này các chị mình đeo cổ bên em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác. Xi măng trơn có cái giá 650, các chị chốt comment cho em xi măng trơn kèm số điện thoại với em luôn. Xi măng trơn 650, xi măng trơn các chị kèm mã kèm số điện thoại với em chốt đây các chị. Xi măng lò xo 1.500.000, tất cả có ký hiệu vàng ở bên trong hết các chị ha. Xi măng lò xo kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Các chị comment cho em là xi măng lò xo kèm số điện thoại cho em ha. Xi măng trà neo 7 ly 850, xi măng trà neo 7 ly 850 đây kim cương đây chị ơi. Bên shop em chị nào mua 2 bộ tặng kèm nhẫn kim tiền cho tất cả các chị mình ha. Đơn hàng là hoàn toàn đi miễn phí ship cho các chị hết, các chị mình được kiểm tra hàng cho nên các chị mình yên tâm ha. Rồi các chị chốt comment cho em là xi măng kim cương kèm số điện thoại của em luôn, có cái giá 600 chị ơi. Xi măng kim cương có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. Móc khóa là móc khóa bóng, móc khóa lưỡi gà nha mấy chị. Có 3 loại xi măng 5, khi nào like tới xi măng 5 thì em sẽ nói với các chị xi măng 5 là các chị biết ha. Rồi đây là xi măng trà neo 7 ly có cái giá 850, móc khóa lưỡi gà, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. Các chị chốt comment cho em là xi măng trà neo giùm em ha, xi măng trà neo 7 ly 850. Các chị mình chốt nhớ để đúng mã kèm số điện thoại, máy tự động chốt đơn cho các chị. Em đang đeo là một cái set 07 4 món, vòng vòng 800, nhẫn 300, mặt 280, bông 250. Bông 250 đó chị. Gu xì 2 ly có cái giá 600. Các chị chốt comment cho em gu xì 2 ly kèm số điện thoại giúp em luôn. Nó có cái giá 600k. Có ký hiệu vàng ở bên trong, móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà hết, coi lên dễ sợ chị. Lên view quá. Các chị chốt comment cho em là gu xì 2 ly kèm số điện thoại giúp em luôn đó chị ơi. Gu xì 2 ly kèm số điện thoại cho em. Các chị mình ơi, các chị mình nhớ bấm cái nút theo dõi like ở bên dưới. Bên em trang sức đồng đỏ, chị bệnh huyết áp, chị tê tay chân, rút hồi tay chân. Bên em phát like hàng tối là 7:30 đó mấy chị. Sau này các chị đeo cũ bên em có thu hồi 50% cho các chị mình đổi sản phẩm khác mấy chị ha. Các chị mua hàng bên em thì các chị mình hoàn toàn yên tâm ha, tại vì bên em là đồng đỏ nguyên chất, nó chỉ bệnh vừa chuẩn đen màu vàng 18k cho các chị mình đeo thời trang. Bên em bảo hành không gây dị ứng cho bất kỳ loại da nào nha mấy chị, không gây dị ứng cho bất kỳ loại da nào. Khi đánh kem body cũng nó không ra xanh đâu mấy chị, không ra xanh. Đây là xi măng 5 không có khóa đúc đặt, xi măng 5 chỉ 550. Các chị chốt xi măng đồng đỏ nha mấy chị. Các chị chốt comment cho em là xi măng 5 chỉ kèm số điện thoại với em luôn mấy chị ơi, có cái giá 550. Xi măng 5 bảng 650, xi măng 5 bảng 650. Các chị chốt comment cho em xi măng 5 bảng, nhẫn xanh nhẫn tì hưu chị ơi 200k chị, miễn phí ship. Nhẫn 07 300, nhẫn 07 300 có màu đỏ và màu xanh dương, em đang đeo màu xanh dương. Rồi xi măng 5 bảng em qua mẫu luôn, tất cả bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị mình cứ kiểm tra hàng giúp em ha. Xi măng gu xì 700k một bộ, các chị mình đeo cũ rồi bên em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác mấy chị ạ. Rồi các chị chốt comment giùm em là xi măng gu xì kèm số điện thoại cho em luôn, có giá 700k. 700k chị đã mua 2 bộ, bên shop em tặng kèm nhẫn kim tiền, tất cả đều có ký hiệu vàng ở bên trong hết nha các chị. Có vòng cặp bằng đồng đỏ không? Có chị ơi, đồng vàng cũng có luôn, vòng trơn đồng vàng 2 chiếc 2 cây 1 cặp 600.
vòng chân đồng đỏ 700. Các chị chốt comment cho em vòng chân đồng đỏ hoặc là đồng vàng và kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. Các chị chốt comment cho em vòng chân đồng vàng hoặc là đồng đỏ kèm số điện thoại cho em. Đồng đỏ 700, đồng vàng 600. Chị Hương Dương ơi, chị muốn mua dây chuyền loại gì á, bao nhiêu chỉ, chị comment rõ rõ giúp em lên cho nhanh ha. Ximen Nai kèm số điện thoại giúp em luôn, có giá 700k. À, vòng chạm hả? Có em ơi, đây là vòng cặp kim cương nè, 450 miễn phí ship. À, tất cả đơn hàng bên shop em đều đi miễn phí ship cho các chị em mình hết. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn, mấy chị bên trong có ký hiệu vàng hết hả? Sau này đeo cũ thì bên em vẫn thu hồi 50%, các chị đổi sản phẩm khác. Cặp vòng đồng đỏ đây nè em ơi, à, vòng cặp kim cương 450 kèm số điện thoại giùm em. Vòng cặp kim cương 450, vòng cặp chạm 400, vòng cặp chạm 400. Anh cho chị coi chiều mềm rồi ok chị. Vòng cặp vạn lý 450. Các chị chốt comment cho em vòng cặp vạn lý kèm số điện thoại cho em, 450. Quá bật nha mấy chị. Rồi, kiền dẻo 400 chị ơi. Các chị chốt comment cho em kiền dẻo kèm số điện thoại cho em 400. Mặt 163 208, mặt 163 208. Còn em đang đeo là kiền bản dẻo nè mấy chị, kiền bản dẻo 450 giùm em anh. Kiền bản dẻo 450, mặt 07 208. Rồi các chị mình chốt cứ để mã kèm số điện thoại giúp em chốt ra các chị. Tất cả các chị mình đang xem live, cho em xin một lời chia sẻ cho một nhóm, em cảm ơn tất cả các chị mình rất là nhiều luôn ha. Ximen Nai có cái giá 700. Các chị chốt comment cho em Ximen Nai và kèm số điện thoại với em luôn. Móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị. Ký hiệu vàng hết cho các chị luôn. Ximen 5 kim cương. Ximen kim cương 5, 600k một bộ. Rồi các chị chốt comment cho em là Ximen 5 kim cương kèm số điện thoại cho em 600. Rồi các chị chốt comment cho em Ximen 5 kim cương kèm số điện thoại cho em. Hồi nãy chị nào muốn mua dây loại gì đó, dây cong, dây khế hay là dây phen lập, bao nhiêu chỉ với chị ha. Rồi đây là kim cương 5 không có khóa. Bên em có hai loại kim cương nha, kim cương có khóa và kim cương 5. À, các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại là máy tự động chốt đơn cho các chị. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị luôn. Ximen Chanel bao đẹp 700. Ximen Chanel. Rồi các chị chốt comment cho em Chanel 4 ly kèm số điện thoại cho em luôn, có giá 700 luôn các chị. Nhà nghiên cứu người ta nghiên cứu thành công màu vàng 18k chuẩn đẹp cho các chị mình đeo thời trang luôn ha. Bên em còn cho các chị được kiểm tra hàng nữa, 700k một bộ. Các chị mình có thể đeo thay thế vàng 18k. Nó chị bằng huyết áp, chị tay tay chân, rút hồi tay chân cho các chị luôn. Ximen Chanel kèm số điện thoại cho em có cái giá 700 luôn các chị, 700. Các chị mình chốt. Có dây, có dây bông không chị? Là ý là bông bông bông. Dây bông là gì? Bên em có dây xoắn, dây bông mai có nghe chị. Các chị chốt comment cho em là cái nhẫn hồng là nhẫn túi tiền chị ơi, 250 chị. Màu nào có hết. Nhẫn túi tiền có ký hiệu vàng ở bên trong, 250 miễn phí ship. Tất cả đơn hàng đi miễn phí ship. Ximen kim tiền 4 ly 700. Các chị chốt comment cho em Ximen kim tiền kèm số điện thoại cho em có cái giá 700 các chị. Ximen kim tiền kèm số điện thoại cho em. Các chị mình đừng có quên bấm cái nút theo dõi ở bên dưới nha. Em phát live hàng tối 7:30. Trên bạn như em có 4 số Zalo, chị nào chốt đơn qua đó cũng được các chị, cứ kết bạn rồi mai có nhân viên đợi anh các chị xem. Lắc mã số 2 có cái giá 800. Các chị chốt comment cho em lắc mã số 2 kèm số điện thoại về 800. Lắc mã số 2. Vòng mã số 8 có cái giá 600. Vòng mã số 8. Vòng mã 20 500. Vòng mã 20 kèm số điện thoại cho em có cái giá 500. Sẽ kèm 100k.
Kiền 400 là Kiền dẻo đó chị ha. Em thấy số điện thoại của chị rồi đó. Kiền dẻo kèm số điện thoại cho em có cái giá 400. Mặt 163 280. Bên em có nhiều kiền lắm đó chị. Nhiều mẫu kiền lắm. Dây ép lớn 1.2 triệu. Dây ép lớn có cái giá 1.2 triệu. Các chị chốt comment cho em dây ép lớn kèm số điện thoại giúp em. Đó, có cái giá 1.2 triệu. Dây ép nhỏ là 1 triệu. Dây ép nhỏ có cái giá 1 triệu luôn mấy chị. Các chị mình chốt comment cho em dây ép nhỏ kèm số điện thoại giúp em luôn. Dây ép lớn 1.2 triệu, còn dây ép nhỏ là 1 triệu. Bên em bảo hành trọn đời không bay màu các chị luôn mấy chị ơi. Nói chung là cái đồng đỏ này là đồng đỏ nguyên chất luôn á, đem nhận ở bên em mà cũ á, sau này là các chị có thể lấy cái giũa sắt á, giũa thử bên trong sau nó vẫn là màu đồng đỏ mấy chị này. Vòng bát nhã 380 miễn phí ship, tất cả đều miễn phí ship cho các chị hết. Các chị chốt comment cho em là vòng bát nhã kèm số điện thoại cho em. Vòng bát nhã 380, nhận bát nhã 200, nhận bát nhã 200. Các chị mình muốn mua cái gì thì cứ comment lên cho em, comment rõ rõ em lấy lên các chị xem đầy đủ cho các chị. Vòng Nam Mô Di Đà 380, các chị chốt comment cho em vòng Nam Mô Di Đà kèm số điện thoại giúp cho em, có cái giá 380 luôn đó chị. Vòng Nam Mô Di Đà kèm số điện thoại cho em 380. Rồi cái kiền là 400 mà cái mặt đó chứ các chị phải mua riêng á. Có vòng lò xo không mà có chị ơi. Xi men lò xo 1.500.000. Các chị chốt comment cho em xi men lò xo kèm số điện thoại cho em. Chị nào mua xi men này nhớ kết bạn Zalo ha, bên em gửi cái clip sang cho các chị để các chị mình đeo nha. Các chị chốt comment cho em là xi men lò xo kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Tất cả sản phẩm bên em sau này bên em có thu lại cũ rồi, bên em có thu lại 50% nha các chị ha. Đổi sản phẩm khác. Vòng lưới bên em rất là nhiều, vòng lưới mã số 1 600. Các chị chốt comment cho em vòng lưới mã số 1 kèm số điện thoại giùm em luôn, có cái giá 600. Nhẫn lưới trơn 200. Nhẫn lưới trơn 200. Vòng lưới mã số 1 600 và nhẫn lưới trơn 200. Nó là nguyên liệu đồng đỏ nha mấy chị. Vòng lưới kim tiền mã 3 650. Rồi các chị chốt comment cho em vòng lưới kim tiền mã 3 kèm số điện thoại nha. 650. Vòng lưới kim tiền mã 3. Vòng đì o 500. Vòng đì o. Các chị chốt comment cho em vòng đì o kèm số điện thoại cho em có cái giá 500. Các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em chú đây là tất cả các chị. Bên em là trang sức đồng đỏ nha các chị, đồng đỏ và đồng vàng, bên em cũng có đồng vàng luôn ha, đa số là đồng đỏ. Cái này là vòng chân đồng vàng, chị nào thích đeo vòng chân đồng vàng bên em cũng có ha, một cặp 600. Còn đồng đỏ là một cặp 700 nha mấy chị. Đồng đỏ là một cặp 700. Em đang đeo cái nhẫn khâu này là đồng vàng 24k. Bên em có từ 5 phân tới 1 cây. Chị nào mà lấy 1 cây là 300k. 5 chỉ là 250. 2 chỉ với 3 chỉ là 200. 5 phân với 1 chỉ là 150 miễn phí ship. Ở bên trong là có 4 số 9 cho các chị ha, 4 số 9. Vòng 133 800. Các chị chốt comment cho em vòng 133 kèm số điện thoại cho em có cái giá 800, nguyên set 1.500.000. Rồi giờ em sẽ like vòng cho các chị. Vòng chà neo 02 800. Các chị chốt comment cho em vòng chà neo 02 kèm số điện thoại cho em luôn có cái giá 800. Chị nào mà lấy nguyên set 02 này là 1.500.000. Vòng kim tiền mã 1 600. Nhẫn kim tiền mã 1 250.
nhẫn kim tiền mã 1 250. Vòng kim tiền mã 1 600. Nhẫn bông mai đồng vàng 200k. Miễn phí ship. Nhẫn bông mai đồng vàng 200. Nhẫn bông mai đồng đỏ 250. Nhẫn bông mai đồng đỏ 250, bông mai đồng vàng 200. Miễn phí ship hết các chị ơi. Các chị mình nhớ bấm cái nút theo dõi bên dưới ha. Bên em phát live hàng tối 7:30. Con tỳ hưu sợi chuỗi con lớn 200, con nhỏ 150. Con lớn 200, con nhỏ 150. Hạt châu sa, hạt kim tiền 50k một hạt, hạt châu sa 100k một hạt. Hạt châu sa 100k. Vòng 48. Vòng 48 có cái giá 650. Chị Dũng Nguyễn, chị Dũng Nguyễn. Chị lên số điện thoại giùm bên em mới chốt đơn được nha các chị, mà nói. Các chị mình chốt nhớ để mã kèm số điện thoại thì bên em chốt đơn nha các chị. Và khi các chị mình đổi hàng cũ á, các chị mình gửi về thì các chị mình yên tâm ha, gửi về là bên em đơn nào là xử lý liền đơn đó cho các chị ha. Em hai chị ở đâu xem, tôi gọi sẵn đây đó. Chị ơi, nhận hai chị có nha chị, đây là em đang đeo một cây. Chị nào mà thích xem hai chị thì các chị ơi, các chị mình kết bạn Zalo giùm em đi, ngày mai em bắn cho các chị xem nha. Em chào tất cả các chị mình đang xem live các chị ơi. Vòng 48 có cái giá 650 giùm em, màu nào cũng có. Vòng 48 650, các chị để mã kèm số điện thoại giùm em chút ra nha các chị ạ. Vòng mã số 6 có cái giá 600, vòng mã số 9 các chị. Vòng mã số 9 kèm số điện thoại cho em 600. Nhận mã số 9 200. Nhận số 9 200. Vòng mã số 9 600. Vòng mã số 9 600. Rồi vòng giống em đang đeo, vòng mã 40 850. Vòng mã 40 850. Kèm màu, kèm số điện thoại cho em màu trà, màu rêu, màu xanh dương. Màu trà, màu rêu, màu xanh dương. Có cái giá là 850, vòng 40. Có mặt combo cho các chị luôn à. Có nhận combo luôn cho các chị đeo combo luôn. Vòng mã 13, 400. Vòng mã 13. Rồi các chị chốt comment cho em vòng mã 13 kèm số điện thoại em có cái giá 400. Vòng mã 13 400 có ký hiệu vàng ở bên trong hết nha các chị. Nhận không có ký hiệu vàng mà vòng có ký hiệu vàng đầy đủ cho các chị. Vòng 17 600. Vòng 17 600. Nhận 17 200. Vòng 17 600, nhận 17 200. Dạ em cảm ơn chị Huỳnh Hương. Các chị chốt comment cho em vòng 17 kèm số điện thoại cho em, tất cả có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị mình luôn. Vòng set 26 800, màu nào cũng có hết. Chị nào lấy nguyên set 1 triệu 500, màu trà, màu trắng, xanh dương, xanh lá, màu trà, màu trắng, xanh dương, xanh lá, màu rêu, có nhiều màu tím, có nhiều màu lắm các chị, nguyên set đó. Nguyên set 1 triệu 500, còn chị nào lấy cái vòng 800. Vòng set 26, vòng set 26. Vòng 03 750. Vòng 03 750. Nhận 03 250. Vòng 03 750. Nhận 03 250. Rồi các chị chốt để mã kèm số điện thoại với em chốt đơn cho tất cả các chị. Chị nào thích chốt qua Zalo có 4 số trên bảng đó các chị. Chị nào thích chốt qua Messenger cũng được, mà mai sẽ có nhân viên gửi ảnh cho các chị xem ha. Vòng 07 700, vòng 03 em nhầm. Vòng 03 750, nhận 03 250. Vòng kim tiền chiếc 250. Vòng kim tiền đôi 400.
vòng kim tiền chiếc 250, kim tiền đôi 400. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết nha các chị. Các chị mình đang nhìn nó like em. Cho em xin một lượt chia sẻ lên hội nhóm các chị ơi. Cảm ơn tất cả các chị. Vòng 23 700, nhẫn 23 250, vòng 23 700, nhẫn 23 250. Trang sức đồng đỏ bên shop em chuẩn đẹp màu vàng 18k các chị. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị ha. Các chị sau này các chị đeo cũ thật cũ thì bên shop vẫn thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác. Vòng rồng có cái giá 500. Rồi các chị chốt comment cho em vòng rồng kèm số điện thoại nha. Vòng rồng có cái giá 500 luôn các chị. Các chị chốt để mã kèm số điện thoại với em chốt đơn cho tất cả các chị. Vòng rồng 500. Dạ em cảm ơn chị Bình Hương nha. Vòng mã 43 400. Rồi các chị chốt comment cho em vòng mã 43 kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 400. Vòng mã 43. Lắc mã số 3 600. Các chị chốt comment cho em lắc mã số 3 kèm số điện thoại giúp em. Có cái giá 600 mà có nhiều màu lắm mấy chị. Có nhiều màu lắm. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại với em chốt đơn cho các chị. Lắc mã số 3 600 kèm mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. Lắc mã số 3 600. Còn nhiều màu lắm mấy chị. Đó. 600. Lắc mã 43 có cái giá 1 triệu. Lắc mã 43 hả? Dạ. Cái này nó dăng từ sớm. Lắc mã số 1 900. Các chị chốt comment cho em lắc mã số 1 kèm số điện thoại cho em có cái giá 900. Lắc mã số 1. Bữa nào chắc phải kích cái bay vàng này lên. Mấy ngày nay cái bay vàng của yếu quá hả? Từ khóa lắm. Anh ngồi đây cho ra thầy mãi từ khóa. Ok. Hình như đợt này Facebook có đang quét mất khóa nhiều lắm. Lắc 85 có cái giá 1 triệu. Các chị chốt comment cho em lắc 85 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị ơi. Có cái giá 1 triệu. Các chị mình chốt, các chị mình kèm đúng mã kèm số điện thoại cho em. Bên em là nhận, nhận nhiều lắm các chị. Rồi để em la nhận thôi các chị. Cho em mong nhận. Lắc bông mai 400. Hồi nãy chị nào hỏi dây bông là bên em có dây bông mai này nha mấy chị, 1 triệu. Dây bông mai 1 triệu, lắc bông mai 400. Có dây chuyền nha các chị luôn á. Rồi lắc phồng 400. Có dây phồng nha các chị luôn. Dây phồng 1 triệu. Lắc phồng 400, dây phồng 1 triệu. Là chị Như Ý Lương hả? Chị ơi, nghe chị để số điện thoại kết bạn Zalo á, mai bên em sẽ gửi cái video đeo cho các chị xem ha. Lắc chạm 500. Các chị chốt comment cho em là lắc chạm kèm số điện thoại cho em. Mai bên em gửi video thì chị nhìn chị dễ hiểu hơn. Chị nhìn chị thấy nó dễ hơn chứ bây giờ em có tả em cũng không đeo được lúc này á chị. Rồi các chị chốt comment cho em là lắc chạm kèm số điện thoại cho em luôn có giá 500. Tất cả đơn hàng ở bên shop em đi miễn phí ship hoàn toàn cho các chị mình hết. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Trang sức đồng đỏ đeo thay thế vàng 18k cho các chị. Bên em bảo hành trọn đời không bao giờ cho các chị ha. Còn cái này là lắc xoắn có cái giá 400. Có dây xoắn lớn 1 triệu, dây xoắn nhỏ 900. Dây xoắn lớn 1 triệu, dây xoắn nhỏ 900. Rồi ở bên em dây bi nhiều lắm mấy chị. Dây bi to, dây bi nhỏ nhưng có đủ hết. Các chị mình muốn mua gì thì cứ comment lên giùm em nha.
nhận 74 có cái giá 200. Nhận 74. Các chị chốt comment cho em nhận 74 kèm số điện thoại giùm em 200. Nhận mã 76 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn 300. Nhận mã 76 kèm màu kèm số điện thoại giúp em là có giá 300k. Tất cả bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị ha. À, các chị mình muốn mua gì thì các chị cứ comment lên giúp em ha. Comment lên giùm em và em sẽ lấy cho các chị xem. Nhận mã 81 200. Giá sai sai. Các chị chốt comment cho em nhận mã 81 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn có giá 200k. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã 81 kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn các chị. Nó có cái giá là 200k. Nhận 81 200. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại giúp em chút nữa nha các chị nha. Đó có nhận đây là có đủ màu cho các chị chọn. Nhận 81 200. Có rất là nhiều màu. Nhận mã 82 300. Nhận mã 82 300. Các chị chốt comment cho em nhận 82 kèm số điện thoại giúp cho em luôn có giá 300. Chị nào thích chốt đơn qua Messenger cũng được, số Zalo trên bảng nó cũng được các chị. Có bốn số Zalo. Rồi, nhận 82 kèm số điện thoại cho em có giá 300k. Đơn hàng là đi miễn phí ship cho các chị hết. Nhận mã 85 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Màu nào cũng có cho mấy chị hết. Nhận mã 85 kèm màu kèm số điện thoại giúp em có cái giá 300. À, các chị chốt comment cho em là nhận mã 85 kèm màu và kèm số điện thoại cho em ha. Có cái giá 300. Rồi các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giúp em. Các chị mình comment cho em là nhận mã 85 kèm màu kèm số điện thoại với em đó chị. Nhận mã 85 300. Nhận mã 84 300. Nhận 84 lên dây chuyền thật nhỏ chị. Rồi ok. Nhỏ nhất 1,5 chỉ. Kiện bao nhiêu vậy cả? Kiện hả? Kiện em đang đeo hả? À, kiện em đang đeo là kiện bạn dẻo đó mấy chị. 450 chưa có mặt chị ơi. Các chị chốt comment cho em kiền bạn dẻo kèm số điện thoại cho em. Còn mặt này là mặt 07 208 miễn phí ship luôn mấy chị. Đơn hàng bên số em là đi miễn phí ship hết cho tất cả các chị ha. Đây là nhận mã 84 300. Nhận 84 300. Đây chị ơi, dây nhỏ nhất. Dây khế dây 101 550. Các chị chốt comment cho em dây 101 kèm số điện thoại cho em luôn. 550 mặt túi tiền nhỏ 230. Mặt túi tiền nhỏ 230 dây 101 550. Màu 76 là nhận 76. Cái gì cái gì? Xem dây 76, cái màu 76. Dây 76 hay nhận 76. Rồi các chị chốt comment cho em dây 101 chỉ rưỡi chị ơi. Dây 101 nhỏ nhất chỉ rưỡi. Mặt túi tiền nhỏ 230 hả? Hộp dưới 76 phải không? Xem nhận 76 đây. Nhận 76 đây chị ơi, 300. À, có màu xanh dương, màu hồng cánh sen, màu tím. Ồ, màu nào đẹp hết á.
xanh dương, hồng cánh sen, tím rêu 300. Bài 6 chị nhận bài 6 300. Các chị chốt comment cho em nhận 76 kèm số điện thoại em 300. Chào tất cả các chị đang xem live của chị. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại của em ha. Rồi em qua mẫu cái nhận này luôn. Nhận mã 86 đá ruby 350. Nhận mã 86 kèm số điện thoại giúp em 350. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã 86 giùm em 350. Các chị kèm mã và kèm số điện thoại chính xác cho bên em trước đây tất cả các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ la nhận. Nhận 87 250. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 87 kèm số điện thoại giúp em 250. Nhận mã 87. Nhận mã 88 200. Nhận mã 88 200k. Các chị chốt comment cho em nhận 88 kèm số điện thoại cho em có giá 200k miễn phí ship hết cho tất cả các chị. Nhận mã 90 208. Rồi các chị chốt comment em nhận mã 90 208. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giúp em. Tất cả đều có ký hiệu vàng ở bên trong mà đi đơn hàng là miễn phí ship cho các chị hết ha. Nhận mã 90 mấy chị. 208. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại thì máy tự động chốt đơn cho tất cả các chị mình luôn. Nhận con cắp 200. Các chị chốt comment cho em nhận cắp kèm số điện thoại cho em. Cắp. Các chị comment cho em nhận cắp giùm em 200k miễn phí ship. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị ha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết. Ở bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị ha. Các chị mình đeo cũ bên em có thu hồi 50% nha các chị. Nhận Chanel 02 250. Nhận Chanel 02 250. Rồi em qua mẫu luôn. Nhận tài lộc 200k. Nhận tài lộc 200. Lên giấy thật nhỏ, lại lên nhỏ. Lên rồi mà, mới lên lại thôi mà. Dạ, không lên. Nhận mã 95, 250. Nhận mã 95, 250. Túi tiền bao nhiêu shop? Chị Hồng Thạch hả? 250 chị ơi, nhận túi tiền 250. Nhận túi tiền 250. Có nhiều màu nha mấy chị. Rồi nhận mã 95. Nhận mã 95 250. Các chị chốt comment cho em nhận mã 95. Kèm số điện thoại với em ha. Nhận mã 95 250. Nhận mã 96 200. Nhận mã 96 200. Có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho các chị. Nhận 97 208. Nhận 97 208. Tất cả đơn hàng về shop em sẽ đi miễn phí ship cho các chị hết. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị. Rồi các chị chốt comment cho em là nhận mã 97 giùm em ha. 208. Rồi em qua mẫu luôn.
nhận mã 99250. Nhận mã 99250. Các chị chốt comment cho em nhận mã 99 và kèm số điện thoại giùm em. Nhận mã 99 250 luôn mấy chị. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 99, kèm mã kèm số điện thoại giùm em chốt đơn nha các chị. Đơn hàng về shop em là đi miễn phí ship cho các chị mình hết ha. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn các chị. Nhận mã 80 200. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã 80 và kèm số điện thoại giùm em. Có cái giá 200. Nhận mã 80. Anh lấy mấy cái sợi dây nhỏ nhỏ này từ đây, dây nhỏ này, dây này, dây mã 85 550. Các chị chốt comment cho em dây mã 85 kèm số điện thoại giúp em, có cái giá 550. Rồi các chị chốt comment cho em dây mã 85 và kèm số điện thoại giúp em. Mặt mã 169 250. Mặt 169 250. Dây 85 550. Nhận mã 73 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã 73 kèm số điện thoại cho em, có cái giá 300. Các chị chốt comment cho em nhận mã 73 kèm số điện thoại cho em, có cái giá 300. Rồi ok chị Xuân Lê nha, ok chị Hồng Thạch. Các chị chốt, các chị cứ để mã kèm số điện thoại là máy tự động chốt đơn các chị ha. Các chị chốt comment cho em là nhận 73 kèm số điện thoại cho em luôn, có cái giá là 300 luôn các chị. 300 miễn phí ship, có ký hiệu vàng ở bên trong hết cho tất cả các chị luôn. Nhận mã 132 250 200. Nhận mã 132 200. Các chị chốt comment cho em nhận mã 132 kèm số điện thoại giùm em, 200. Rất nó đâm trong đây bày là có cái mẫu đâm quên nó nằm đâu dưới đó đúng không? Đây là 132. Nhận mã 137 250. Nhận 137 kèm số điện thoại cho em, 250. Các chị chốt comment cho em nhận 137 kèm số điện thoại cho em ha, 250. Nhận 137 250. Nhẫn yên ngựa kèm màu kèm số điện thoại cho em ha. Nhẫn yên ngựa 200. Rồi các chị chốt comment cho em nhẫn yên ngựa kèm số điện thoại giúp em luôn, có giá 200. Nhẫn yên ngựa. Nhẫn 72 250. Nhẫn 72 250. Các chị kèm mã kèm số điện thoại với em chốt đơn nha các chị. Nhận 71 250. Các chị kèm mã kèm số điện thoại với em chốt đơn các chị luôn. Nhận mã 71 250. Các chị chốt comment cho em nhận mã 71 kèm màu kèm số điện thoại cho em, 250 luôn mấy chị.
nhận 71 kèm màu kèm số điện thoại giúp em luôn. Nhận 63 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 63 kèm số điện thoại cho em, bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị ha. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết, các chị mình yên tâm ha. Sau này các chị mình đeo cũ thay cũ, bên em có thu hồi 50% cho các chị mình đổi sản phẩm khác. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 63 300. Rồi em qua mẫu luôn. Nhận mã 64 250. Nhận 64 kèm số điện thoại giùm em 250. Các chị mình comment cho em nhận 64 kèm số điện thoại giùm em luôn mấy chị. Có cái giá 250. Rồi em mở mẫu luôn. À, các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giùm em trước đây các chị ha. Nhận mã 65 200. Nhận mã 65 200. Đơn hàng đi miễn phí ship hết, có ký hiệu vàng ở bên trong, trang sức đồng đỏ. À, chị huyết áp, chị tay tay chân, đúng rồi, tay chân là tất cả các chị. Nhận 65 giùm em 200. Nhận mã 65. Rồi em qua mẫu luôn. Nhận 69 kèm màu kèm số điện thoại giùm em, có cái giá là 200k. Nhận mã 69. Rồi các chị chốt comment cho em nhận 69 kèm số điện thoại cho em, có cái giá 200k. Nhận 69. Ở bên em là trang sức đồng đỏ nghe các chị, chuẩn đẹp màu vàng 18k, bên em bảo hành trọn đời trong quay màu cho tất cả các chị. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn các chị. Các chị mình chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại cho em ha. Nhận mã 69 kim tiền xoàn. Nhận 69 200. Rồi em qua mẫu luôn các chị. Nhận mã 61. Có rất là nhiều màu cho các chị luôn. Nhận 61 200. Có nhận bi nhiều lắm chị chờ em tí ha. Nhận 61 200. Kèm màu kèm số điện thoại giúp em luôn. Nhận 61 200k. Rồi em qua mẫu. Nhận 61. À, các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giùm bên em chốt đây nha các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ lên nhận tiếp cho các chị. Nhận B hả chị? Nhận B mã số 1 200. Nhận B mã số 2 200. Nhận B mã số 3 200. Mã 1, mã 2, mã 3 200 hết. Mã 4 cũng 200 luôn. Mã 4 cũng 200. Cho coi là nhận 97. 97 nằm bao nào á. À, các chị chốt comment cho em là nhận bi mã 1 nhỏ nhất, mã 2, mã 3, mã 4. 200k miễn phí ship hết luôn mấy chị. À, 200k miễn phí ship hết. Các chị chốt để mã kèm số điện thoại với em ha. Nhận 79 này là 79 này là 280. 97. Nhận mã 97 này 280 chị ơi.
các chị chốt comment cho em nhận 97 kèm số điện thoại giúp em. 280 kèm mã và kèm số điện thoại với em trước đây cho các chị. Nhận 97 280. Rồi em qua mẫu luôn. 97 comment cho em nhận 97 kèm số điện thoại cho em cho con. 97 đi hả? 250 á chị, 280 á chị. Nó bao nhiêu á? 280 còn 200 chị đâu. Nhận nó 280 á chị. Rồi ok. Nhận mã 60 300. Rồi các chị comment cho em nhận 60 kèm số điện thoại với em 300. Kèm mã kèm số điện thoại với em nha các chị. Nhận mã 60 300. Chị thích bộ màu gì chị ơi? Hay là Chanel hay kiểu gì? Có nguyên set bên em nhiều lắm. Các chị mình cũng có thể kết bạn Zalo giùm em á. Vòng bộ có nha chị. Em đang đeo là nguyên một set 07 luôn nè. Bông tai nè mấy chị. Bông tai đó. Bông tai là 250, mặt là 280, nhận 300, vòng 800. Có màu đỏ và màu xanh dương. Em đang đeo nguyên một set. Có màu đỏ và màu xanh dương cho các chị. Rồi bây giờ em sẽ like tiếp tục nha. Chị thích xem xét chà neo hay là vòng xoàn? Chị cứ comment lên để đoạn. Mặt nó nằm ở đó, đó. Mặt nó đeo đeo nè. Đây bên em có cái set 26 đây nhiều màu lắm á chị. Set 26 đây nhiều màu em đang đeo nè. Nhận không hột đó, mã máy quên rồi. Nhận không hồn hả? Nhận không hồn là nhận này hả? Nhận này hả chị? Nhận này là nhận mã 73 300. Đây là 73. Nào có hộp hết. Còn nhận đây là mã 60 chị ơi. Nhận đây là mã 60 300. Bộ to đẹp, bộ to đẹp, bộ ngũ sắc. Rồi để em lấy cho chị cái bộ 25 ngũ sắc với 25 là to. Rồi cắt bộ nhỏ luôn. Đây chị, này là bên em có màu trắng với màu trà ha. Cái này là vòng set 25 200k không có hộp. Là nhận này. Cái gì? Mới ra thương hiệu. Chị ơi chị nhớ cái mã thì em chứ bây giờ em không biết nhận nào em lên hết chị. Bên em nhiều nhận lắm cho nên em không nhớ được. Nhận 200 đúng không? Đây. À không có hộp quá hả? Kim tiền hình thoi đây đúng không chị? 200. Comment cho em là nhận kim tiền hình thoi rồi bạn. 96. Nhận mã 96. Nhận mã 96 200 miễn phí ship. Nhận mã 96 kèm số điện thoại giùm em. Có phải nhận đây không chị ơi? Rồi em lên cái set cho các chị nha. Set 25 1.500.000. Set 25 1.500.000. Chị nào lấy cái vòng 800 nhận 300. Một già có đi năm sau không trả lời nha. Một già nào thì đó. Bên em có đủ ni. Bên em có ni năm sáu luôn chị. Set 25 này có màu trắng màu trà. Chị nào lấy cái mặt 300 đôi bông 250 bán lẻ thôi mấy chị. Đi đơn hàng vận miễn phí ship và cái nhận 300 vòng 800. Rồi em qua mẫu luôn ha. Rồi đây là set màu sắc nè mấy chị, set màu sắc ha.
Vòng ngũ sắc 800. Có mà, mới gọn đó đây. Vòng ngũ sắc 800. Nhẫn ngũ sắc 300. Bông ngũ sắc 250. Ok, lấy 968. À, chị Phương Thảo có số điện thoại chưa chị? Có xi măng kim tiền không? Dạ có chị. Xi măng kim tiền 700 chị ơi. Các chị chốt comment cho em xi măng kim tiền kèm số điện thoại cho em. Bên trong có ký hiệu vàng cho các chị hết. Móc khóa bóng, móc khóa lưỡi gà nha mấy chị. Rồi các chị chốt comment cho em xi măng kim tiền kèm số điện thoại cho em ha. Có cái giá 700. 700 nha chị, xi măng kim tiền 700. Rồi chị nào mà lấy mặt ngũ sắc lớn là 1.800.000 một set. Chị nào lấy mặt ngũ sắc nhỏ 1.500.000. Bên em có hai loại mặt ha. Mặt lớn này chị nào muốn mua lẻ 550. Nhẫn 300. Vòng 800. Bông 250. Mặt ngũ sắc lớn 550. Rồi các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại ra chỗ này các chị. Gì vậy? Đây có mặt ngũ sắc nhỏ luôn nè mấy chị. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. À chị nào lấy nguyên set mà lấy mặt ngũ sắc nhỏ đây là nó có cái giá 1.500.000. 1.500.000 luôn mấy chị. Nhận mã 62, 250. Nhận mã 62 kèm số điện thoại đem 250. Nhận 62, 250. Rồi em qua mẫu luôn đó chị. Nhẫn đá ruby, nhẫn mã 149, 350. Nhẫn mã 149, 350. À, các chị chốt comment cho em nhẫn 149 kèm số điện thoại em luôn mấy chị. Có cái giá 350. À, các chị kèm mã kèm số điện thoại của em chốt đây cho các chị. Nhẫn mã 149, 350. Rồi em qua, nó là đá ruby với chị ha. Nhẫn hồ ly 200. Nhẫn hồ ly kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Di Đằng nha. Rồi các chị chốt comment giùm em là nhẫn hồ ly kèm số điện thoại giúp em có cái giá 200. Nhẫn hồ ly màu nào cũng có 200. Thấy số điện thoại em chưa? Thấy rồi à, chị Phương Thảo ơi. Nhìn thấy rồi chị. À, các chị chốt comment cho em nhẫn hồ ly kèm màu kèm số điện thoại cho em có giá 200. Rồi bây giờ em lên một cái nhẫn. Ồ, đẹp lắm. À, nhẫn mã 57, 300. Màu nào cũng có. À, đây là màu rêu, màu trà, màu tím, màu đỏ, màu trắng, màu xanh dương. Nhẫn mã 57 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhẫn 57 kèm màu kèm số điện thoại giúp em luôn có giá 300k luôn quý vị. À, kèm mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị ha. Rồi em qua mẫu luôn nha mấy chị. Cho em mong mặt khác. Các chị mình muốn mua cái gì các chị mình comment lên giùm em ha. Comment rõ rõ em lấy lên các chị xem ha. Em chào tất cả các chị mình đang xem live nha các chị. Chị mình nhìn cái like em chấm chấm bài chị em ha. Bên em phát like hàng tối là 7:30 nha các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên nhận cho các chị tiếp tục. Nhận 54, 300.
chị chốt comment cho em nhận 54 kèm số điện thoại giúp em có cái giá 300. Nhận mã 34. 300k miễn phí ship. Đấy 54 em nhầm. Nhận mã 54. À, kèm màu kèm số điện thoại với em với chị. Ximen nó có khóa nghe chị Nhi Đặng ơi. Ximen đó là móc khóa bấm, móc khóa lưỡi gà đó chị. Còn em đang đeo là Gucci 2 ly 600. Gucci 2 ly 600. Nhận 53, nhận đồng vàng 200. Nhận 53, nhận đồng vàng 200. Nhận này là nhận mặt vuông đồng vàng nha mấy chị. 200. Có bán mặt dây chuyền lẻ mà chị. Các chị thích mua gì cũng bán hết á. Bán lẻ hết á, combo này bán lẻ hết. Đôi bông là 250, cái mặt là 280 giùm em. Còn cái mặt đây là mặt set 26, 280, màu nào cũng có. Mặt set 26 này là 280, màu nào cũng có. Các chị chốt, các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giúp em. Kiền em đang đeo kiền bản dẹo 450, mặt set 07, 280. Cái mặt này là có màu đỏ và màu xanh dương. Em chào tất cả các chị mình đang xem live luôn các chị. Nhận mã 51 có cái giá 300. Nhận mã 51. À, các chị chốt comment cho em nhận 51 kèm số điện thoại cho em có cái giá 300. Có mặt nhỏ nhỏ chị thích mặt kiểu gì á, xoàn hay là Chanel hay gì á chị. À, là cái kèm rút cái kia kim vô chỗ này. Nhận mã 50 200. Các chị chốt comment cho em nhận mã 50. À, kèm màu kèm số điện thoại của em đó chị. Có cái giá 200. Nhận mã 50. Nhận 57 màu rêu. Chị Thúy Vũ ơi, chị lên số điện thoại giùm cho bên em nha. Chị ơi lên cho em coi được không? Chị Vũ Nguyễn. À mặt nhỏ nhỏ hả? Rồi ok. Để em chờ em tí để em đổ bì mặt ra đã ha. À, các chị chốt comment cho em nhận mã 50 giùm em 200 mấy chị ơi. Nhận mã 50. Nhận mã 50. Rồi bây giờ em sẽ like tiếp cho các chị. Nhờ. Ủa nhận đỏ đi. Mấy cái đứa này nó cấm nó mất tiêu ta. Quần chuồng vậy nó cấm nhận lộn xộn chưa. Nhận mã 48, màu nào cũng có, 300 đó chị ơi. Nhận 48 kèm màu kèm số điện thoại giùm em. 300. Nhận 48 kèm màu kèm số điện thoại giùm em có giá 300k luôn đó chị. À, các chị kèm mã kèm số điện thoại giúp em chút lên các chị. Kim tiền là 4 ly đó chị Nhi Đặng ơi. Kim tiền 4 ly móc khóa bấm móc khóa lưỡi gà. À, rồi chị chờ em tí nghe chị Vũ Nguyễn chờ em đổ cái bì mặt ra rồi em like cho chị nha. Nhận 48 300k luôn các chị. Các chị chốt comment cho em nhận mã 48 và kèm số điện thoại giúp em ha. Có giá 300. Nhận mã 48 kèm mã kèm số điện thoại của em chốt đơn cho các chị. Nhận mã 47 200. Có ký hiệu vàng ở bên trong hẳn rồi. Như vàng 18k cho các chị. Các chị đeo cũ thôi, cũ bên em có thu hồi 50% thì các chị đổi sản phẩm khác. À, bên em là đồng đỏ nó chị bệnh huyết áp này, chị tay tay chân này, đúng không, tay chân cho các chị mình luôn ha. À, các chị mình có thể cho em xin một lượt chia sẻ lên hội nhóm ha. À, chị nào đang xem live nhớ bấm cái nút theo dõi ở bên dưới nha mấy chị. Bên em phát live hàng tối là 7:30 đó mấy chị ơi.
Rồi bây giờ em lên nhận cho các chị tiếp á, nhận 47.200. Rồi chị chờ em tí, em coi cái bì mặn ở đâu. Chờ tí xíu em mới đổ ra mâm được nha mấy chị, chờ tí nha mấy chị. Nhận 46 có cái giá 300. Các chị chốt comment cho em nhận 46 kèm số điện thoại cho em 300. Nhận mã 46 kèm mã kèm số điện thoại giúp em. Nhận mã 46 có cái giá 300 luôn đó chị, 300k miễn phí ship á, đơn hàng bên shop em đi miễn phí ship cho các chị mình hết luôn mấy chị, miễn phí ship hết. À, cái nhẫn này là có màu đỏ nữa mấy chị ơi, đẹp lắm. 200 nhận mã 44, nhận 44 và kèm số điện thoại giùm em có cái giá 200 luôn mấy chị. À, các chị chốt các chị mình cứ để mã kèm số điện thoại giùm em chốt đơn các chị. Chị nào đang nhìn cái like em cho em xin một chị một lần chia sẻ lên một nhóm em mấy chị. À, cảm ơn tất cả các chị mình rất là nhiều luôn ha. Các chị mình chốt comment cho em. À nè, đổ dùm cái bì mặt dây chuyền ra like mấy cái mặt nhỏ nhỏ cho khách đó. Các chị chốt comment giúp giùm em là nhận mã 4 nên nó căng cái nhẫn màu đỏ đâu mất tiêu rồi. Tí em tìm đi đó có thể. Nhận 44 có cái giá 200 mấy chị, 200. Chị đổi lấy hai bộ trên tay em nhé. Kim tiền lớn quá. Rồi ok chị. Ủa sao cắt trong đó vậy nè? Tao bỏ tao bày đi. À. Đây cái này. Đây nhận 44 đây mấy chị ơi, 200. À, các chị chốt comment cho em nhận 44 kèm số điện thoại giùm em có giá 200k miễn phí ship. Tất cả đơn hàng bên shop em lên miễn phí ship hả? Rồi ok mấy chị, bây giờ em lai mặt cho các chị ha. Mặt nhỏ trước nha chị, mặt nhỏ nha. À, mặt 71 230. Màu nào cũng có. Mặt 71 kèm số điện thoại cho em 230 với chị. Các chị chốt comment cho em mặc 71 kèm số điện thoại giúp chị em luôn. Màu nào cũng có. Mặc 172 200. Mặc 172. Các chị chốt comment cho em mặc 172 kèm số điện thoại đi. Mặc 172. Mặc 176 200. Mặc 176 200. À, các chị chốt comment cho em mặc 176 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị. Mặc 176 có cái giá 200. Mặc túi tiền cá chép 208. Mặc túi tiền cá chép 208. Cái mặt này mã nhiều không? Mặc 88 250. À, các chị chốt comment cho em mặc 88 kèm số điện thoại với em. Mặc 133 250. Mặc 133 250. Các chị mình chỉ cần nhớ cái mã giùm em, muốn xem lại cái mã nào để đọc đúng cái mã em lên nhanh cho các chị ha. Mặc 54 250. Mặc 54 250. Mặc bông mai 250. Bỏ cái này ra. Mặt bông mai đây là loại nhỏ, có loại lớn luôn 250. Đây nhận bông mai em đang đeo là đồng vàng 200. Mọi chị nào thích bông mai đồng đỏ có luôn 250. Bông mai đồng đỏ 250, bông mai đồng vàng 200k miễn phí ship. Mặt bông mai đồng đỏ 250. Em đang cầm là loại nhỏ, chị nào thích loại to hơn có luôn nha mấy chị. Mặt 93 250 màu nào cũng có. Mặt 93 250 là gì? Mặt 93 250 màu nào cũng có. 443. Mặt 101 250. Mặt 101 kèm số điện thoại cho em.
các chị thích chuyển khoản trước cũng được, mà thích shipper tới thu cũng được, sao cũng được, tùy mấy chị thôi chị. Các chị chốt comment cho em là nhận mã quy lộn, mặt mã 170-200, mặt mã 170-200, mặt 170-200. Có kiền dẻo á chị ơi, có kiền dẻo đó chị, kiền dẻo 400. Các chị chốt comment cho em kiền dẻo kèm số điện thoại thì em có cái giá 400. Cho xem vòng 03 rồi ok chị. Kiền dẻo kèm số điện thoại cho em 400. Còn chị nào thích đeo kiền bản dẻo, tụt cổ luôn rồi. Kiền bản dẻo em đang đeo 450 với chị. Còn cái kiền dẻo này là 400, kiền dẻo tròn 400. Mặt 163-208 mấy chị phải mua riêng ha, cái mặt là giá riêng. Mặt 163-208 bên em là nguyên liệu đồng đỏ mấy chị ơi, bảo hành trọn đời không bay màu các chị luôn, đồng đỏ nguyên chất. Em chào chị Nguyễn Đẹp nha, chào tất cả các chị. Mặt 101-250, mặt 101 kèm số thoại cho em 250. Đây chị ơi, vòng 03-750 chị. Các chị chốt comment cho em là các chị chốt comment giúp giùm em là vòng 03 kèm số điện thoại cho em 750, nhận 03-250, nhận 03 kèm số điện thoại cho em 250, vòng 03, vòng 03-750 nha mấy chị. Đây, vòng 03-750, nhận 03-250 kèm mã kèm số điện thoại giúp em chút đây tất cả các chị. Các chị mình đang xem live cho em một chị một lượt chia sẻ lên hội nhóm, mấy chị cảm ơn các chị rất nhiều. Rồi em tiếp tục live mặt cho các chị. Mặt toàn là mẫu vàng 18k, mình mặc rất là đẹp. Mặt số 9-208, mặt mã số 9-208. Các chị chốt comment cho em mặt mã số 9 giùm em 208. Mặt 174-208, mặt 174-208, mặt 164-208, mặt 164-208. Nhẫn hột trắng em đang đeo 300 đó chị. Nhẫn 153, nhẫn 153-300. Rồi chị là chốt comment cho em nhẫn 153 kèm số điện thoại cho em 300. Nhẫn 153. Mặt mã số 3-300, mặt mã số 3 kèm số điện thoại giùm em 300. Mặt xét 50-400, mặt xét 50-400. Bên em nguyên liệu đồng đỏ, chị huyết áp tê tay chân, rút môi tay chân ha. Độ bền của nó ngang ngửa vàng 18k luôn đó chị. Bên em bảo hành trọn đời 11 đó chị. Mặt mã 28, mặt mã 28 208, mặt mã 28 208 kèm màu kèm số điện thoại nè. Mặt 162-250, tất cả đơn hàng bên shop em đi miễn phí ship cho các chị mình hết ha. Ni lớn nhất là ni mấy? 19-20 chị. Này có ni lớn lắm, có dành cho người nhiều ký đeo cũng được đó chị. Ni 19, ni 20 luôn á chị. Mặt 165-208, mặt 165-208. Kiền mềm mà chị lấy cái mặt này luôn hả? Mặt em đang đeo là mặt 07-208, còn cái mặt này mặt xét 26-208 luôn. Mặt xét 26-208. Chị thích cái mặt nào thì chị comment cái mặt đó giùm em. Không thì em đang like, chị thích cái mặt nào thì chị thích. Lại chúa tôi. Dạ alo. Alo. Mặt 163-208, các chị chốt comment cho em mặt 163 kèm số điện thoại giúp em luôn, có giá 280 nha mấy chị. Mặt mã số 5-400, các chị chốt comment cho em mặt mã số 5 kèm số điện thoại cho em có giá 400. Mặt mã số 5
Mặt xếp 25-300, màu nào cũng có. Đây là màu trà nha mấy chị. Các chị chốt comment cho em mặt mặt xếp 25 dùm em ạ. Mặt xếp 25-300, màu nào cũng có cho các chị mình hết. Màu nào có hết nha mấy chị. Mặt 07 giống em đang đeo nè, giống em đang đeo màu xanh dương này. Và đây là màu đỏ nè. Mặt xếp 07 có cái giá 280. Mặt xét 07 kèm số điện thoại giúp cho em luôn, 280. Kèm mã kèm số điện thoại giúp em trước đây cho tất cả các chị ha. Mặt 97-300, màu nào cũng có. Các chị mình comment giùm em mặt 97 kèm số điện thoại giùm em 300. Mặt 97. Rồi em nghĩ sao dẫn như đó hay chị. Mặt xét 12-250. Mặt xét 12-250. Nguyên xét 1.4 triệu. Em có nguyên xét cái này luôn, 1.4 triệu. Mặt LV 300. Mặt LV 300. Cái lũ chân không? Trời ơi, máu nhỏ rồi. Các chị chốt comment cho em mặt LV kèm số điện thoại cho em có giá 300. Mặt 77-250. Các chị chốt comment cho em mặt 77 kèm số điện thoại cho em 250 luôn mấy chị. Tất cả trang sức bên em có ký hiệu vàng hết. Đơn hàng là đi miễn phí ship cho các chị hết đó. Các chị mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn mấy chị ơi. Mặt 63-280. Mặt 63 và kèm số điện thoại giúp cho em luôn, 280. Kiềng dẻo trong có mặt kèm chữ hát bao nhiêu? Anh chị lấy mặt chữ hát nào? Mặt chữ hát nó có mã hết đó chị ơi. Đây là mặt mã 162 giùm em nha. Còn cái mặt lớn này là mặt 163. Mặt 163 280. Kiền dẻo 400 nha chị. Còn cái mặt nhỏ này là mặt 162-250. 162-250. Còn chị lấy mặt 167-280. 167-280. Mặt thánh giá 280. Mặt thánh giá 280. Mặt mã số 6-400. Mặt mã số 6-400. Chị ơi, bên em là trang sức đồng đỏ ha. Nó chị huyết áp tê tê chân, đúng không? Tê chân ha các chị. Bên em bảo hành không bay màu cho các chị ha. Dây chuyền dài đeo bao nhiêu tấc, nhiêu tiền? Chị muốn bao nhiêu tấc cũng được hết. Em đang đeo đây chắc là 5 tấc rưỡi á. Dây đây là dây 63-600 chị ơi. Dây 63 kèm số điện thoại cho em 600. Phải dây 63 không ta? 86. Dây 86 em nhập. Dây 86 600 chị. Chị Hoài Thương hả? Chị lên số điện thoại giúp giùm em nha chị ơi. Cho xem lại. Mặt 176. Mặt 167. Đây mặt 167 đây chị ơi, 280 giùm em miễn phí ship nha các chị. Đơn hàng là đi miễn phí ship cho các chị hết hả? Các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết luôn đó chị. Mặt 167 kèm số điện thoại giúp em ha. Mặt 167. Bên em dây nữ là 6 tấc đổ lại. Các chị muốn em cắt 5 tấc cũng được, 5 tấc rưỡi cũng được, tùy các chị ha. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. Mặt ngũ sắc nhỏ 250. Mặt mã 14-280. Mặt mã 14-280. Rồi ok chị, có gì chị lên số điện thoại giùm Mai bên em kết bạn Zalo cho dễ hơn, cho gửi ảnh cho các chị xem ha. Hoặc là vào Messenger cũng được, tùy các chị ha. Mặt công 41-250. Mã 153 chị ơi, 300 chị.
mã 153 300. Đây, cái nhẫn này đeo rất là sang, là đẹp luôn đó chị. Nhẫn 153 kèm số điện thoại cho em 300. Nhẫn 153. Các chị kèm mã, kèm số điện thoại với em chốt đơn các chị. Nhẫn 153 300. Mặt 41, mặt set 41, màu nào cũng có. 250. Các chị chốt comment cho em mặt set 41 kèm số điện thoại cho em luôn mấy chị ơi. 250. Mặt set 26 giống em đang đeo ha, màu nào cũng có hết. 280. Mặt set 26 280, màu nào cũng có cho các chị nhé. Mặt mã 143 230. Mặt mã 143 230. Này có nhận combo cho các chị luôn ha. Có nhận có vòng cẩm thạch rất là nhiều, các chị đeo combo. Với lại các chị mình thích thì đeo cái này. Có nhận cho các chị luôn ha, nhận combo có bông tai luôn. Có bông tai cẩm thạch luôn. Cái này lắc mã số 3 là 600. Combo của cái này luôn. Rồi em qua mẫu. Mặt 64 208. Mặt 64 kèm số điện thoại cho em. Bên em miễn phí ship nha chị Ngọc Anh Hoàng ơi. Có gì mai bên em tính tiền cho chị ha. Mặt 64 208. Các chị chốt comment cho em mặt 64 kèm số điện thoại giúp em luôn. 208. Mặt 61 300. Mặt 61 300. Mặt 79 màu nào cũng có hết. 300. Mặt 79 màu nào cũng có. 300. Rồi ok các chị. Mặt 41 300. Các chị chốt comment cho em mặt 41 kèm số điện thoại giúp em có cái giá 300. Mặt 27 250. Mặt 27 kèm số điện thoại cho em 250. Mặt 27 250. Mặt 33 250. Mặt 33 kèm số điện thoại cho em 250. Rồi ok các chị. Mặt là nhiều lắm. Các chị mình kết bạn Zalo và xem đầy đủ hình ảnh hơn các chị. Vòng cặp kim cương 450. Vòng cặp kim cương kèm số điện thoại cho em. Lắc đồng hồ 1.250.000. Các chị chốt comment cho em lắc đồng hồ kèm số điện thoại giúp em. 1.250.000 lắc đồng hồ. Các chị kèm mã kèm số điện thoại giúp em chốt đây các chị. Lắc đồng hồ 1.250.000 nguyên liệu đồng đỏ nha các chị. Cái nhẫn này nó nhét tàu lao có 42 tàu lao có 42 này. Nhẫn mã 42 250. Rồi các chị chốt comment cho em nhẫn mã 42 kèm số điện thoại cho em 250. Các chị kèm mã kèm số điện thoại cho em chút các chị ha. Nhẫn mã 42 250 các chị. Nhận mã 40 250. Nhận mã 40 250. Nhận mã 40 kèm số điện thoại cho em 250. Nhận mã 39 em có cái giá 200. Nhận 39 và kèm số điện thoại cho em có cái giá 200 luôn các chị. Nhận mã 38 kèm màu kèm số điện thoại giúp em luôn 200. Nhận mã 38 200k. Bên trong có ký hiệu vàng hết cho các chị ha.
Các chị mình được kiện tra hàng trước khi thanh toán hết luôn á chị. Nhận mã 38 200. Nhận mã 37 250. Nhận mã 37 kèm số điện thoại giùm em. Nhận mã 43 208. Rồi màu nào có cho mấy chị hết. Cái nhận này nó rớt xuống cái chỗ này. Cái gì mình thấy con lỗ. Nhận mã 43 208. Các chị chốt comment cho em nhận 43 kèm số điện thoại cho em 208. Nhận mã 43 kèm màu kèm số điện thoại cho em đâu mấy chị. Bay nào là nó ra bình luận của bay đó hả? Không có chung với nhau vẫn. Nhận mã 32 250. Nhận mã 32 kèm số điện thoại với em luôn mấy chị ơi. 250. Nhận thỏi vàng nhận mã 31 200. Nhận 31 kèm số điện thoại cho em 200. Nhận mã 30 300. Nhận mã 30 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã 30 kèm số điện thoại cho em 300. Nhận mã 154 250. Nhận mã 154 250. Có nhận bé trai nha chị Cành Thảo ơi. Bé trai cấp cái này. Mai em gửi ảnh Zalo chị xem được không? Có nhận bé trai bé gái chị 150 miễn phí ship. Nhận bé trai bé gái 150 nha. Rồi ok chị Nguyễn Kim Phụng ha. Em chào tất cả các chị mình đang xem live với chị. Nhận mã 29 300. Các chị chốt comment cho em nhận 29 và kèm số điện thoại cho em luôn, có cái giá 300. Nhận 29. Nhận 28 200 a 300. Nhận 28 kèm màu kèm số điện thoại cho em có cái giá 300. Nhận 28. Nhận 47 200. Rồi các chị comment cho em nhận 47 kèm số điện thoại mình có cái giá 200. Chốt comment cho em nhận 07 kèm màu kèm số điện thoại cho em 300. Nhận 07. Nhận đen của chị bao nhiêu tiền? À chị ơi, nhận 07 này là 300, có màu đỏ và màu đen, á màu xanh dương á chị, màu xanh dương chứ không phải màu đen đâu. Các chị chốt comment cho em nhận 07 kèm số điện thoại giùm em 300. Nhận 07. Nhận 07 kèm số điện thoại cho em 300. Có khí dầu vàng ở bên trong mà miễn phí ship hết cho các chị ha. Nhận mã 14 250. Nhận mã 14 250. Nhận mã 14 kèm số điện thoại cho em 250. Nhận mã số 6 250. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã số 6 kèm số điện thoại giúp cho em luôn có giá 250. Nhận mã số 6 kèm màu kèm số điện thoại giúp em luôn các chị ơi, có giá 250.
Dương kể làm Zalo cái bạn. Chị ơi, nhân viên bây giờ nó nghỉ mất tiêu rồi, mai 8 giờ sáng chợ đi là nó mới gửi ảnh cho các chị mình xem được ha. À, chị có gì chị có số điện thoại cho chị lên số điện thoại, mai bên em kết bạn là sẽ dễ gửi ảnh hơn cho chị ha. Nhận mã số 1300. Nhận mã số 1. Có cái giá 300 luôn các chị. Các chị chốt comment cho em nhận mã số 1 giùm em. Nhận mã số 4, 300 kèm màu kèm số điện thoại giùm em luôn. Nhận mã số 4, 300. Rồi các chị chốt comment cho em nhận mã số 4. À, kèm màu kèm số điện thoại của em luôn các chị, có cái giá 300. Nhận mã số 4, 300. Rồi vòng của chị đeo cho em coi lên đi. Được em lấy. Rồi để em tháo cái vòng ở đâu. Này. Ôi dù. Cái vòng em đang đeo là vòng 07 chị ơi, có cái giá 800. Các chị chốt comment cho em vòng 07 kèm số điện thoại giúp em luôn đó chị. Rồi chị nào mà muốn lấy cái mặt là 280, đôi bông 250 đó chị, đôi bông 250, cái nhẫn là 300, cái vòng 800 giùm em luôn ha. Kèm mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. Kiềng bao nhiêu vậy này, chị trả lời nha. Cái kiềng em đang đeo là kiềng bản dẻo giùm em 450 chị ơi. Em thấy chị cầm dây bi nhỏ. Có dây bi nhỏ chị, nhưng mà em cất hết rồi. Có dây sẵn không? Dạ có chị ơi, dây sẵn có chị. Chào chị Kim Thành nha, chào tất cả các chị mình đang xem live nha chị. Dây sẵn nhỏ có cái giá là 900 chị ơi, dây sẵn lớn 1 triệu. Dây sẵn nhỏ 900, dây sẵn lớn 1 triệu. Các chị chốt comment cho em dây sắn nhỏ hoặc là dây sắn lớn kèm số điện thoại giúp em ha. Dây sắn nhỏ là 900, dây sắn lớn là 1 triệu chị. À, chị Như Ý Lương ơi, chị lên số điện thoại anh mai bên em kết bạn bắn dây bi cho chị xem được không? Đây, dây sắn lớn là 1 triệu, dây sắn nhỏ 900 chị. Dây xoắn lớn 1 triệu, dây xoắn nhỏ 900, lắc xoắn 400 luôn. Dây này đi, dây hoa mai này. Dây hoa mai 1 triệu. Rồi các chị chốt comment cho em dây hoa mai kèm số điện thoại giúp em ha. Có cái giá 1 triệu, dây hoa mai 1 triệu mấy chị. Kèm mã kèm số điện thoại giúp em chốt đơn cho các chị. À, vòng mã 40-250. Vòng mã 40 có màu rêu, màu vàng, màu xanh dương, rất là đẹp không các chị. Đây chị ơi, JB đây, JB mã số 6 750. JB mã số 6 kèm số điện thoại giúp em 750. JB mã số 6 750. Lắc bi mã số 6 450. Lắc bi mã số 6 450. Dây bi mã số 7 750. Dây bi mã số 7 750. Các chị kèm mã kèm số bài giúp em chốt đơn nha các chị ha. Dây bi mã số 7 750. Dây bi lớn 600, dây bi nhỏ 550. Dây bi lớn 600, dây bi nhỏ là 550. Đó.
đó các chị chốt cứ để mã kèm số điện thoại với em chốt đây nha các chị ha. Bên em là trang sức đồng đỏ các chị ơi, nó chị bệnh huyết áp này, chị tê tay chân, đúng rồi, tay chân nha các chị. Bên em bảo hành trọn đời không bay mòn cho các chị luôn. Cái này là sau này các chị đeo cũ thì bên em có thu hồi 50% cho các chị đổi sản phẩm khác. À, bây giờ chắc em out rồi các chị ơi, các chị chớp màn hình lấy số điện thoại Zalo giúp em nha. À, em phát live hàng tối 7:30. Giờ em chúc tất cả các chị mình ngủ ngon, hẹn gặp lại các chị mình 7:30 tối mai mấy chị. Em bye bye mấy chị.